Ok, thôi lên em, chúng ta lại tiếp tục cái hành trình hoặc cái chuyện này thôi. Lần trước thì tôi xếp ở cái lót nào ta? 23, 36, 21 chắc cái lót này đúng rồi nè. 23, 36, 15 nè. Trừ 13 điểm cống hiến nên bây giờ bắt đầu đi làm cu đi thôi. Quét dọn. Năng 12 điểm đóng góp nhưng mà vẫn âm 1. Trời ơi. Rồi đi chế thuốc. Ủa mà đi luyện tí võ công ơi. Môn nhân lại tục hướng tâm lại lên, mình không có một tí điểm võ học luôn, buồn nghe. Cống hiến lại trừ một nữa chứ, cái gì nữa đây? Đường sau nữa, qua sư đệ mời mọi người đến quán ăn trong trấn nhà hắn, có người giàu có đường hòa, cái thằng mà clone của mình á, béo tin đâu, anh em đừng có để bị nó dụ. Sao rồi, sao lãng phí được, không đi. Rồi đi đi. Hả? Lớn hơn 85 nha. Lớn hơn 90 luôn. Ôi trời, ngon. Cái gì đây? Rồi chủ môn, gả tiểu sư muội cho tôi đi. Sư huynh tốt. 20 tâm tướng. Không phải lộ ra biểu cảm mà được. Chủ môn cũng cho một bạt tay mà chuyển sinh luôn đó. Ta nghe nói mọi người đều hứa ăn cơm, sao ngươi không đi à? Rồi gọi rồi nhưng ta đã xào hết cái món ăn rồi, lãng phí lương thực như thế là không tốt. Dù không ai ăn cũng có giùm mình ta, nhưng mà cũng phải nên làm theo ý mình. Ăn được chưa? Tí nữa chủ môn ơi. Rồi bản tọa sẽ đợi đây. Ngươi qua đây ngồi cùng bản tọa bàn chuyện phong nhân đến nước à? Không, bản tọa hư nhận đường hòa, trong lòng ngươi bất bình gì không? Cay vãi đái luôn không ơi. Nói thẳng nói thật. Có. À, đệ tử ngoại môn giữa giờ đâu mà can thiệp được, nhưng nghĩ đến trưởng môn chắc chắn là phải có cái chi tính gì đó. Rồi ngươi đi gọi hắn đi, đừng có cho con bé này nó nghe, để con bé này nó tập trung tĩnh tâm tu luyện lên tí. Cái con này dời qua đâu giờ ta? Nó còn đang chơi game nữa. Rồi đi ngủ đi. Ta cũng không có suy tính gì sâu xa cả, thình tí là báo đáp ân tình của sư tỷ thôi. Ờ à, chủ môn triệu tập cái gì phân phó, nó gọi nhanh vậy? Ngươi gọi người mà không nói gọi lý do sao? Không nói không có gì, gọi ngươi ăn cơm thôi. Rồi à, kiểm tra độc dao cho ta. Đâu đường môn của mình là nổi tiếng về cái vụ mà độc này mà, nên mình bỏ độc vô thì làm sao ám được mấy người này. Người đến đường môn nhiều năm, lần đầu tiên cùng trưởng môn dùng búa coi, nói chung là lên tí thiện cảm ba người luôn. Ngon, được rồi, dọn dẹp xong rồi, không có cái giường mà ngủ nữa hả em? Cái này gì đây? Mình chỉ có 8 đô thôi, 240 đô mới được nâng cấp cho nó, tiền này kiếm đâu ta? À, đây bắt em nó lao động khổ sai, trừ 6 năng lượng mỗi giờ, một tiếng thì được 60 đô. Đi câu cá đi em. Đứng đây là câu. Đờ mờ cái thứ gì đó. Cái gì đây, cái gì đây? Mọi người không phải ra ngoài ăn sao? Chẳng lẽ quán ăn nó có vấn đề? Món ăn không vấn đề, rất ngon. Rồi đừng có tả nữa. Rất là thịnh soạn. Đúng là đường hậu hoặc là có tiền. Có tiền cái béo gì hắn giả bờ thôi, khi gọi món nào nào cứ gọi thoải mái, đến lúc thanh toán đột nhiên nói hôm nay sinh nhật hắn muốn mọi người mời khách, sau đó lại nói em trai hắn bệnh nặng sắp chết rất buồn nên không thể mời khách. Em trai hắn bệnh tật liên quan đến việc mời khách, ta cũng muốn biết đó. Gặp cái thằng cốc đột đó, đi nghe lời nó, ở nhà ăn rau tươi xào là ngon số nhất này anh em thấy mà, rau muống xào tỏi á, muốn xào là không có dễ đâu, nó là một trong cái kỹ năng phân hóa trình độ nấu ăn hơi bị ngon á. Hả? Không có lôi nó đi được. Trời ơi, tục rồi kìa. À cái này nó tục của mà cái môn phái mình thôi chứ không phải bản thân mình, nhưng mà cũng ảnh hưởng mình nữa. Rồi. Hả nữa hả? Lần trước tôi nhớ mới đánh mà. Trời ơi, chưa có làm gì hết trơn á anh ơi. Vậy sư huynh, tôi không biết giữa hai người này có cái gì khác nhau không? Nhưng mà chắc cũng thắng thôi. Tôi đi, tôi đi, tôi đi.
cho con này nó nhỏ lại, tiếng nó cũng nhỏ xuống tí luôn. Hai trăm rưỡi máu thì máu mình bây giờ 210 thì cũng không có trên lệch mấy. Đoạn tan đi. Ủa, nữ đệ tử đường môn sao có em đẹp như thế này đó? Cho đổi chiêu thức. Thua cái thằng đệ tử ngoại môn thì hơi bị buồn cho sư tỷ luôn á. Dùng sư tỷ bài chiêu đi. Phản đòn liền ha. Cũng mà căng phết đó chứ. Vỏ mỏm thôi. Đâm 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 vỏ mỏm nè, đỡ 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 đó, em nó ham hai rồi, thấy nóng dội rồi, nghĩ là đỡ phải nữa. Không đánh phải không? Không đánh mình đánh ulti của mình mà nó đỡ có 38 đâm á. Mình bị khiêu khích với ba tôn nữa. Đỡ thôi, đỡ thôi. Đỡ mà còn mất 25 máu luôn. Chơi chiêu cuối rồi chứ gì, còn cái gì nữa mà chơi. Năm mươi ba máu, 48 máu. Máu ngang nhau. Đỡ cái nữa. Rồi, sắp đủ đến chiều cuối rồi. Dứt điểm. Phát đó anh em nào mà nhát tay là thế nào anh em cũng đỡ à. Chứ không có dám liều mạng như tôi đâu. Sĩ nhận thua đi. Đi mét xương mũi hả? Trời ơi, quả nhiên nói là làm, đi mét một chàng tiếng sống về ngươi luôn. Những sĩ tỷ trong phòng nàng làm sao mà không tin lời nàng ta nói được. Đi mét thiệt luôn kìa. Chú huynh giá đây, dù nàng lúng túng tay chân vụng về, ngươi có thể thắng là đủ thấy ngươi có chút bản lĩnh rồi đó. Đây là một vui mừng hả? Ngươi sử dụng những cái võ công đó đều không phải chính tông của môn phái, có ai dạy tôi đâu nội. Không biết ngươi pha trộn bao nhiêu chiêu thức của các môn phái khác, đây gọi là gì ngươi biết không? Đó là tạp chúng. Nó khen cầu cộng 20, nó chửi lên cầu chiều 10. Chiêu thức còn đậm được, tâm pháp nội công thì lung tung, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nguy hiểm lót xếp, không có gì cả. Lúc đó mà tẩu quả nhập ma thì đừng có mong ta sẽ ra tay ứng cứu. Đi luyện võ thôi. Võ học hình như 30 điểm nữa nè. Quyền trưởng thì tôi mát rồi. Bây giờ luyện cái nội công kim trung cháo này. Hả? Kỹ năng thiết búa xăm đã biến mất là sao? Ủa? Hả? Sao đi giảm xuống? Phải càng luyện càng lên chứ. Có tiền, tiền mình nhiều quá, mình đi mình làm hở gàng thôi. Tu dưỡng mình lại tục một khúc luôn. Hết rồi. Sao nó không có cái gì ở trên ta? Cái phá này thì sao? Nó nên đổi qua cái vũ khí phi tiêu này không? Sắt này là cái gì tôi không biết nữa. Biết gì ghèn cái bộ quần áo mình cho nó lên điểm phòng thủ có nghĩa nè. Thôi đi ghèn tiếp, ghèn phát nữa đi. Cái gì nó cũng lên cống hiến mà. Ghèn lên 5 điểm. 1000 bạc. Úi da, tiền nhiều quá. Trời, không lên miếng luôn là sao? Có gì nữa đây sư phụ? Lai chim đi, em lai chim bán hàng đi. Bàn về việc trọng đại hả? Hai tháng nữa là sinh nhật 100 tuổi thái thượng gia chủ nhà họ Nam Cung. Từ đây đến xa xôi thì không biết mình có nói cái gì không. Gobo uống gì ta?
Cái gù bu uống gì là ở đâu vậy? Ông nào ông comment cái gì ngon vậy? Gù bu uống xì tin, uống dầu nhớt. Thái đảo gia sống đến tuổi này rất là hiếm thấy luôn. Nên bây giờ cái mà rất là có tạo nghệ. Những nhân vật uy tín như trong võ lâm, tức là cái ông đó đó là ông rất là quan trọng, nó dạng như mà bách thượng lão, bách thượng của ông là 100 tuổi rồi. Mình phải chuẩn bị cái món quà đó cho nó chi tiết một chút, không được sơ sài khiến người ta dị nghị nữa. Khó để hào phóng luôn. Môn phái mình thì nghèo vãi ra đó, nợ nần thì chồng chất, còn đi mà lấy tiền chút Tết nữa. Có 10.000 tiền nè, anh thấy không? Đường tranh bằng nghị nào. Phái đệ tử đi, thay mặt ổng thôi. Ông trưởng môn của mình ổng bệnh hơi nặng rồi, nên phái dàn đệ tử là cái dàn này tiên là trừ đại sư huynh ra. Đúng rồi đó, xem đi trừ tới ra. Ta cũng không muốn đi cho mấy. Thân già này đi không nổi nên cho bầy đệ tử này đi thay coi. Tại sao cho con ai muốn nghe lời vô chi của tao vậy? Tiểu sư muội muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghe ý kiến của đại sư huynh đã. Bởi vì những người ngươi nói chính là những cái lời vô tri vô giác thực sự mà. Tội nghiệp ông đại sư huynh không. Thôi cho sư muội nói lên tiếng đi. Mình bây giờ là cũng mà dạng tôm tép trong cái môn phái nha, nhưng mà không biết sao lại đi được vô họp ba cái hội nghị viên hồng như thế này. Rồi, ngươi tự nói lời của mình thôi. Sao tục độ hảo cảm vậy? Ý của đệ tử là sư muội có muốn gì đó nhưng bị đại sư huynh ngắt lời rồi. Hả? Phải đổ thừa cho ta. Đinh Nhi, người có muốn nói gì không? Cũng không phải chuyện quan trọng lắm. Lễ mừng thọ đó ta cũng muốn đi được không? Được, huynh dắt muội đi. Dĩ nhiên không được. Những cái tên mà côn đồ cục súc đó sẽ ăn thịt ngươi. Những cái thứ cục súc đó là cái loại lolicon đó, rất là thích những cái đứa trẻ như ngươi. Đừng thằng, lấy cây gậy pháp trượng của ta đến đây. Thằng này bố láo hả? Ta đùa thôi mà, tiểu sư muội xin lỗi nàng không sợ chứ. Không sao, đại sư huynh nói cái gì ta cũng méo qua giờ để tầm đầu. Nhục hơn nữa. Đại trung môn đại sư huynh thì bị tiểu sư muội hù dọa tí rồi, đánh một câu trúng tâm can luôn. Muốn đi à? Giữ nàng nhà nàng trên núi lâu thì cũng buồn chán đó. Rồi cho lần này cho đi theo cái sư huynh đi, tôi cũng đi nữa ông ơi. Thôi chịu hoạt, quan tâm đến sự sư sư muội hiền lành đúng dáng này nên ta sẽ gả tiểu sư muội cho hắn ta. Quên mất việc cái việc quan trọng và quan tâm cảm xúc của con gái thật là hổ thẹn. Rồi tăng độ thiện cảm này rồi. Ốp. Tiểu sư muội cười rồi, không lên tâm tướng hả? Rồi cảm ơn sư huynh. Tiểu sư muội nói cái giọng nhỏ như tiếng muỗi, cảm ơn ngươi. Tiếc là ngươi không hề nhận ra mà thôi. Không nhận ra được nhưng đọc chữ được. Rồi. Sao? Nhị sư huynh, tam sư huynh hay là đại sư huynh? Cái này là quà mừng thọ. Nếu như nhỏ 40 điểm thì nhị sư huynh sẽ luyện đan. Còn từ 40 đến 80 thì ông tam sư huynh này sẽ dùng cái bộ tem của ổng đi đổi lấy cái bảo vật của tiệm sách Cảnh Dương, chắc là mua cái quyển mà sách gì đó, sách quý rồi đem đi tặng. Còn nếu trên 80 á thì đại sư huynh đi đấm mấy thằng kẻ thù của Nam Cung. Không thể nào, đành phải hiến dâng cái bộ sưu tập tem bìa báo giang hồ của ta gửi về thư quán Cây Dương Cảnh Dương đổi lấy tranh chữ của danh gia. Cái kiểu tranh chữ này nè. Còn thể như vậy là sao ta không biết được. Sư đệ đây là đặc quyền dành viên biên cho những cái độc giả trung thành sở hữu số báo đầu tiên, thiếu con dấu đặc biệt của số báo đầu tiên thì dù có thu nhập bao nhiêu con dấu, ông này cũng như là ông sưu tầm ba cái báo nhá. Giống anh em mà hồi đó chơi mà tạp chí PC Gaming hay là thế giới vi tính rồi đó, tạp chí game rồi đó. Năm đó Cảnh Dương đọc thư trai bắt đầu làm tờ báo nhỏ, không có danh tiếng cũng không có tiền, chỉ dùng cái này để quảng bá cho tờ báo hàng limited. Bản chiều có chính sách tốt đẹp khuyến khích học hành cho nó có khử giám rồi lá lá láp. Những người mua báo phần lớn là những người chỉ kể chuyện ở gầm cầu và quán trà mà thôi, cùng là những người nghèo khổ ham học. Ta muốn góp một chút sức lực từ số báo đầu tiên đó bắt đầu mua rồi, gần 2 năm nay đó không mua nữa nhưng cũng tích lũy được kha khá. Bộ sưu tập hiếm có như vậy, tam sư huynh đúng là hy sinh nhiều quá, tội nghiệp ổng không. Vật ngoại lai giữ lại cũng vô dụng, ta đây là may mắn sách đến lúc dùng thì mới biết có hại có lợi chứ. Rồi vì môn nhân này. Trời ơi, đúng là hết lòng vì sư môn thì bán nguyên cái bộ sưu tầm từ mấy chục năm trước của mình luôn. Đêm đó tam sư huynh một mình thắp đèn dầu đọc lại những cái bản tin giang hồ, rưng rưng cất hết nước mắt, cất tất cả cái con tem đó đi. Khổ khổ huynh tôi. Cái gì nữa đó, cái gì đó, cái gì nổ đó, phòng điện đang bốc khói mù mịt luôn.
bay nơi đâu cũng dụng đồ phí vật, sống trên đời vẫn lãng phí cơm gạo tiền mà thôi, đi chết đi coi như làm việc thiện, mày chết cũng làm cái việc thiện, đời sẽ thanh bình hơn. Ông gì xung quanh ông chửi gì kinh gì, ông chửi này hả? Này có gì trên đó đó, cái thằng Triệu Hà đó, thằng clone của mình á, không biết là làm sao lúc mới đây nghe giảng hắn về chăm chú vào ghi chép mấy ngày đã lộ nguyên hình. Lúc nhị sư huynh giảng bài hắn móc đồ chơi trong túi ra chơi chẳng thèm nghe gì cả. Thà như vậy thì xong đi, sau đó hắn hỏi rồi lại không làm theo nữa, thậm chí hắn có đống ý tưởng điên rồ của riêng mình. Nhị sư huynh tức giận bảo hắn sửa, vẫn cố làm bộ nghe theo, ông thầm chống đối tự cho mình thông minh thêm một đống linh tinh, kết quả là nổ tung như vậy á. Bắt đầu vẫn ngừng cai đi đến mức mày hắn đường hòa kia, để tao dẫn rồi đi. Thằng quậy như con voi bị nấu ăn. Đi quét xong đúng rồi, không có vỏ vẻ gì luôn á trời. Kinh công sao lại tục như thế này, bị đâm vô đít mấy ngày ông nội này điên vỏ mà không nhìn nữa. Đi ghen. Ghen lên được 5 điểm, luyện tiếp cái này đi. Không có thấy hiệu ứng gì luôn á. Nó cùi dữ gì hết ta. Bình thường rất là khó điều khiển à. Biết bao nhiêu mà điểm mình phí vô đây rồi đó mà nó không giúp ích gì luôn á. Có khi là mình đổi qua cái khác không chừng. Thôi lỡ rồi, đâm phi tiễn thì đành theo phi tiễn thôi. Bình thường rất là khó điều khiển à. Ủa, bên này cũng có nữa nè. Hả? Đường môn tiêu kiếm, còn cái này là cái gì? Này không biết. Còn cái này là thanh kiếm. Chết rồi, nâng tầm 7 quá rồi ta ơi. Bên này thì sao? Cái áo này mình chưa có nâng gì cả. Cấp độ trang bị 2, cấp độ trang bị 5. Tức là phải nâng cái này lên 2 thì mới chuyển qua cái áo bên này được hết đâu. Nào. Rồi, tới đó tính. Và cái vụ trang bị đó thì tôi cũng không biết sao nữa. Chạy củi xong rồi, mấy ngày nay làm việc vất vả quá, bây giờ có thể nghỉ ngơi được một tí, thư giãn một chút, ngày mai bắt đầu dậy sớm luyện công. Trời ơi, má cái thằng này, hí con ba mày. Chịu Hoa, cầm những khúc gỗ người đã trẻ xếp gọn lại. Làm gì? Chỉ cần có người đi qua thì hắn vung rìu đẩy đổ những khúc gỗ vốn đã bị trẻ đôi, thằng khốn nạn nó bắt đầu mà cướp công của mình á. Cho anh em coi này nè. Cô đẹp bộ mà hôn nhau nè. Bên mà Nhật Bản đó. À, cuối cùng cũng xong việc rồi. Sư để ra nâng với ta là Triệu Hà. À ta nhận ngươi rồi, cầm nhọn là Triệu Hà. Còn không thấy đổi kiểu tóc à, kiểu tóc giống thịt sư để hồi chịu kia luôn. Ngươi không biết làm sao để cái đuôi tóc dựng lên như thế này được. Đây nè, đây nữa nè. Clone mà sao lại đổi. Nhiều củi như vậy một mình ngươi khiên về chặt à. Đúng vậy, ta làm xong một hơi sau đó thở vào vài ngày tập trung tu luyện. Chăm chỉ thật, đang lưỡng ngươi đi đâu mất, hóa ra âm thầm làm việc. Ta luôn đây mà, ngược lại có thời gian không thấy sư huynh Triệu Hoạt rồi. Cũng không biết hắn làm những gì, mỗi ngày đi về chỉ đi ngủ thôi. Nhưng đây ngươi đều là ngươi làm việc à, đâu còn người tưởng tên ngốc kia là Triệu Hoạt chứ. Hóa ra tên này đẩy hết việc cho sư đệ mới đến, còn bản thân cũng dương tự đại. Khỉ ông ơi, ông đi nghe lời ai, không nghe nghe lời thằng này. Ta tự làm mà, ta là tự nguyện. Ngươi là đệ tử nội môn, hắn là ngoại môn, nhớ kỹ cái điều này, đừng có ngốc nghếch làm theo lời người ta bảo, dù một kẻ tốt bụng vì đó. Lần này ngươi làm xong thì thôi, nghĩ ra đi, lần sau hắn đẩy việc của hắn cho ngươi thì cứ nói cho chúng ta. Hắn mặt dài dữ thiệt á. Trời ơi, cái độ đóng góp của mình. Chỉ có thể âm thầm buồn bã trong lòng. Chủ A xếp lại những khúc gỗ ngay đó chờ, bắt đầu chuẩn bị lại cái thủ đoạn đó lần đó. Tử. Đừng có tin đó anh Tứ ơi.
Ta còn tưởng chịu hòa kia lương tâm là trỗi dậy đột nhiên siêng năng lên nữa chứ. Ừ. Trên đây tất cả người làm à, ta còn tưởng chịu hòa kia hát ra qua ra là hắn không ở trên núi luôn. Thật vô lý. Vậy ngươi yên đi với tiền trên võ trường hôm qua không phải chịu đệ chịu mà làm ngươi. Đúng rồi đó anh Tứ ơi, nói về tiền á. Nhớ cho tiền để sư đệ năm quen tiền. Đó anh Tứ là ảnh bắt đầu anh tận dụng mọi thứ để anh kiếm tiền luôn. Muốn nợ là không được đâu nghe, ai cũng biết vay tiền của ta lãi rất là cao. Nhưng mà cái đó có gì mà nhân nhỉ, ta đã hỏi rồi, ngươi không phải lúc nào nói ngươi cũng ở nhà phá sản, lúc đi khắp nơi nói nhà rất là giàu có rồi con địa chủ còn phải quyên góp cho đường môn sao? Mày hả, mày ác giả ác báo đó, tài sản nhà ta vẫn đang chia, đang tranh chấp giúp tòa, không phải lấy ra được tiền không thì đền mạng, không có tiền thì ngươi đi vay. Ngươi không phải xưng có rất nhiều huynh đệ hai lưng một lưỡi sao, lên tiếng xuống mấy trăm tên lính nhà họ chịu điều theo nghe hiệu lệnh của ngươi mà. Ta sai rồi, ta sai rồi, bật tay nói cái đó anh ơi. Nếu ngươi tiểu cô nương xinh đẹp giả vờ khóc có lẽ ta còn động lòng, còn nữa ta với ngươi thân thiết lắm mà, xếp hàng luận tội ngươi phải gọi ta là sư huynh tứ ư, tứ sư huynh mới đúng. Bao giờ đã thân thiết đến mức đặc biệt danh cho ta là viên viên rồi. Đúng rồi đó anh Tứ, bật tay nói giùm em đi. Chị đệ vậy đi. Gì lại nói à, đợi tới ta làm xong bữa tối hả, chặt củi xong mệt hút nấu ăn không nổi rồi, lúc này mới tỉnh tí còn cái bánh bao. Ồ sự tự nhiên thằng Tứ này tốt vậy hả ta, à nó trấn tiền thằng kia được 5.000 nên nó tốt với mình, nó cũng chia mình tí tiền nữa cho ngươi hay quan. Ồ ngon, tiền mình nhiều quá đã, thật mình tưởng ngươi tối đa cho ta 50-60 văn, 100 văn còn thấy kỳ lạ, đột nhiên cho nhiều như vậy nhất định có âm mưu gì. À, một thương nhân keo kiệt chủ động giảm giá thì chỉ có một lý do, đó chính là mua chuộc lòng tốt của người, hy vọng người hợp tác vui vẻ. Người thấy nhiều thì lần sau mà đi ăn chơi cái gì đó thì bao cho ta là được. Tốt. Chú Hinh tốt bụng. Củ hành mình hơi nhiều nhưng mà cũng tốt. Trạng thái mình đây 18 điểm võ học nè. Đi luyện tiếp mà kim chung cháo thì tôi không hiểu sao càng luyện nó càng xuống nữa. Kỳ ta. Nè, càng luyện nó càng đục là sao? Lần này không thấy gì luôn á. Cái này không phải giảm nha, hình như nó là tăng á, chứ không phải giảm đâu. Các con game nó dịch lỗi tầm bậy á. Mấy cái này thì phải mở con game bản phụ ra thì mới vô đây làm được. Dọn sân. Ngày nào cũng làm như bòi nữa. Tâm tướng người không có nhích lên nổi một miếng luôn. Trời ơi gì nó tụt ra. Rồi đổ một lượng lớn hàng tiêu vào nồi rồi. Trời tự nhiên cuộc đời nó đen đen bạc bạc sao ta. Gầm tướng mua anh tí đồ ăn cho nó lên đây. Tiền mình bây giờ nhiều. Tôn tử binh pháp nè. Chiến thần lục ngữ nè. Cái gì hay là mua rượu uống ta, mình mười mấy ngàn tiền giờ tiền mình nhiều quá. Bánh bao giấy màu giang hồ rồi mua cái gì nữa, cái này mua mỗi loại cái đi, không biết nó là cái gì nhưng mà cứ mua thôi. Công pháp này thì chắc mua cái này luôn, mua ăn uống thôi cho nó lên tí tâm tương đi, làm tí rượu ha, uống rượu tục cái mà điểm kia nữa. Trời ơi đường hoa chị mau đường hoa mà cứ đưa đường hoa má chịu hoa má à nhầm, hắn này ngủ luôn ăn ngon lành ở sau bếp. Người biết cái tên lười biếng đó ghét nhất là cái gì không, vừa lười biếng vừa gây phiền phức cho người khác. Đầu tháng xếp lịch chụp hắn vênh váo nhận một đống việc, kết quả là đi làm thì treo bảng tên lên cho có lệ rồi đi ngủ. Lúc hết củi mới bị mắng đi kiếm sân tập võ chân nó nổi người ta trượt nhã, hắn bị mắng vội vã đi quét luyện đan rồi đến giờ chưa cần làm nổi cái thang thuốc tiêu hóa cơ bản, rèn sắt chưa mệt chưa nóng không muốn làm. Cái tức nhất là mọi người bỏ mọi người đói cả đêm, đợi đến ngày hôm sau chặt củi xong mới nhóm lửa nấu cơm, toàn còn bỏ ra là như mọi người nợ hắn, nói hắn thức trắng đêm chặt củi đơ mơ nó đó, chẳng phải là việc hắn nên làm từ lâu rồi sao. À hôm kia không thấy không, ta vừa hay không có nhà ăn cơm, vừa đang bận nên ta ăn luôn cái bánh quy mang theo người đi mét với đại sư huynh nào. Đây hả đường hòa,
Sau đó cái gã chịu hòa đó nước mắt đầm đìa, hắn cũng nói một việc tử tế lý do mấy ngày nay hắn bị bệnh nặng, không muốn mọi người vì biết mà lo lắng. Hắn không biết những sư huynh đi thật tinh thông, nhìn một cái là biết hắn giả bệnh, hỏi nghiêm khắc, hắn mới lộ ra sau tay hắn cục mũ lẻ lét đen xì nghiêm trọng và gan không đau. À, ở dơ quá nên nhiễm trùng, cái thằng này nó vừa xấu nó vừa bẩn nữa. Nhị sư huynh tức giận dùng dao trực tiếp cắt bỏ vết lét, một nắm thuốc bột bôi lên tay đau mức ít đi, nhưng vết lở cuối cùng cũng khỏi, ít ra cũng chữa bệnh cho nó rồi chứ. Hay lắm đại sư huynh. Yeah. Chưa lên được bậc năm nữa trời. Thôi đi chế thuốc. Thôi giúp nó đi. Diệp Vân Châu hả? À thằng hai sư huynh họ Diệp đó. Ủa tại sao mình không được chế thuốc luôn hả? Hả đến lúc lên đường đến năm cung thế gia rồi là sao? À quên, đi chúc Tết cái ông 100 tuổi kia. Rồi đại sư huynh, tam sư huynh đã đi trước, ở phía trước thăm dò đường đi và sắp xếp mọi thứ. Tao cũng thấy hơi thận trọng rồi đó, dù sao đại sư huynh cũng không thể ngồi yên được. Để hắn đi ra ngoài chúng ta vui vẻ được yên tĩnh, tránh hắn lúc trước nhỏ lúc sau chạy lung tung. Rồi tam sư huynh đương nhiên là tránh cho đại sư huynh nửa đường nhông nhông chơi đi mất, nên theo sát hắn. Còn nhị sư huynh thì sẽ đi đường vòng đến một nơi khác làm việc, rồi sau đó hội họp với chúng ta ở Giang Lăng phủ sau. Chuyến đi này chi phí do sư môn chi trả, không cần phải tiết kiệm, ta cũng đã thuê một cái xe ô tô tự lái. Rồi trước cái điển tiệc, trước cái ngày thọ yến 1-2 ngày sẽ tới thôi. Từ bé đến giờ đây lần đầu tiên ta đi ô tô đó. Ta cũng vậy. Tiểu sư muội, ngươi còn chưa bao giờ ra khỏi nước. Mỗi tháng một lần trong sư đệ môn phái dẫn xuống núi để đi cho biết đường. Nhớ phỉ có nhưng không nhớ được. Bé này lần sau huynh dẫn muội đi. Ta có thể mua giấy màu không? Tất nhiên được, muốn mua gì cũng được. Sư đệ đừng có để tiểu sư muội lừa gạt, trưởng môn có quy định đừng để con bé tự mình để con bé tự mình nhớ đường thì mới được mua giấy màu. Nó như con nít dợi lớn rồi mà. Không cưng tiểu sư muội, cưng hết cỡ luôn. Trưởng môn tục hướng tâm tục. Không không sao hết, đúng vậy, người xấu cũng được mà mình cũng có đẹp đâu. Giải thoát tên sư tặc bị đại sư huynh chói vào cây, hắn khóc lóc thề sống thì chết là sẽ trở thành lương thiện. Ai cho tôi lương thiện? Tôi đi, tôi đi. Tới đó hả? Đây là khoảng thời gian đẹp nhất đời ta. Đời mày chỉ có một cái tí màu hồng phút này thôi đó. Rồi, đại sư huynh đi trước dọn đường này nên cũng khá là suôn sẻ. Đến rồi à? Trên đời này làm ai mà chịu được đại sư huynh hành hạ đâu. Hắn sử dụng tốc độ miễn cưỡng để ngươi theo kịp, nhằm hành hạ ngươi liên tục, khiến ngươi không thể bỏ cuộc nhưng cũng không thở nổi. Đó cũng là một loại ân cần đó. Không được, đừng có để mà đại sư huynh đi chung nữa. Đừng nói như thế ta sẽ làm gì tiểu sư muội đâu, ta coi nàng như em gái của mình mà. Vấn đề không phải chỗ đó, ngươi sẽ lợi dụng tiểu sư muội ngoan ngoãn nghe lời, kéo nàng đi khắp nơi rồi nổi hứng lên á, sẽ ghẻ được một cái sơn chạy rồi làm cách ghẻ vào một cái nhà bên quanh thăm đó, để thằng này nó lưu lỏng nó ăn chơi là bôi xấu con bé này luôn. Ờ, à, đúng là có khả năng thiệt. Thôi nhị sư huynh, xong đó hả? Thôi yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Đi chúc thọ cái ông già ở bên Nam Cung. Hai anh hùng nối song kiếm Thái Sơn đã đến. Cho mà nhìn mặt phàm phu tục tử như thế này. Rồi, cảm ơn, khách khí vào đi. À cái cặp song kiếm đó, nhớ anh em nhớ cái K1 á. Cái K1 lần đầu tiên tôi chơi game có đọc qua mà nói chuyện với ông Đường Tam về cái môn phái mà kiếm tu á. Tu đến mức mà cuồng loạn luôn á. Là có hai anh em cũng tu kiếm nữa. Tách ra thì một người đánh đơn lẻ thì cũng tương đối bình thường thôi, nhưng mà hai người song kiếm hợp bích với nhau thì cực kỳ mạnh mẽ luôn. Chắc nói về cái cặp song kiếm nãy đó khá là nổi danh trên giang hồ. Ngoài ra thì anh em mà nhớ cái bộ kiếm tu đó thì nó cũng ảo ma lắm, nó tu kiếm đến mức mà nó si kiếm khuồng kiếm luôn á, thành ra cái kiểu mà giống con tiểu muội của mình á, là không vướng bận cái bụi trần, tu đến mức là cái tâm can nó trở nên lạnh nhạt, trở nên không có còn cái gì mà vướng víu nữa hết thì mới phát triển được cái mà kiếm đạo của nó lên. Nhiều hàng cuồng đến mức là nó giết cả gia đình nó luôn, để cho mà không còn ai thân thích, không còn ai liên quan, nó trở thành độc cô trên đời á. Thì chủ yếu để gàn kiếm, sau này thì giang hồ mới loạn nổi lên, mới dẹp được cái vụ đó.
để mấy thằng khùng đó nó tu kiếm đến mức nó đồ sát ở người thân nó thôi rồi. Ông này thì chủ môn phái Thanh Thành, Tôn Bác hả? Nam Cung Viễn. Ông này là gia chủ Nam Cung. Thì chắc là chúc Tết là cha của ông này. Rồi. Người của bé hơi béo lên đó, ta ít khi từ lúc làm trưởng môn thì ít khi giao đấu như người khác, thêm một đống chuyện rắc rối nữa. Khác kỳ luôn rồi. Hoàng Thư Đan của Thanh Thành phái nó phái làm quà, 10 năm sau vẫn mang cái này làm quà. À, được. Linh Đan này sống thêm 100 tuổi nữa cũng ổn thôi. Sao mặt này nó nhìn nó gian chứ đó. Sư huynh, nơi này đông người đừng có nói những lời kỳ lạ nữa. Rồi. Chưởng môn đời thứ hai, đường chủ, đường bố y, đường đại hiệp, đường danh, đường nhị hiệp, đường thăng, đường tam, đường tứ, đường đó, đường mặt linh gì, đường phèn, đường cát trắng gì, đường bờ biển gì đó, bơ ấp lắm. Rồi, sư phụ ta bệnh nặng không tiện đi xa, ta thay mặt đến chúc mừng. Cho ta rảnh rỗi thì đích thân đến đường môn thăm hỏi hắn. Ông mà chưởng môn của mình đó, hồi xưa là tiếng tăm cũng lẫy lừng lắm nha, cũng mà top 3 đó. Top 3 trên giang hồ chứ không có ít đâu. Tức là bối phận thì cũng ngang với ông này nè, chứ không có thấp hơn bao nhiêu cả. Đây, các ngươi có mang theo tiểu muội ở đây không? Lại đây để ta xem thử nào. Gọi đại công tử và nhị công tử đến gặp. Đây, đường tiểu muội của ta đây. Ông mà bắt vợ rồi ta bóp cổ ông đó nha. Tiểu muội tên là Mặc Linh, bái kiến là sư bá, thế bá. Thế bá thì dạng như là ngang vai vế với cha mình thôi. Rồi không cần kính trọng như đâu, quả nhiên là dung mạo xuất chúng, đôi mắt đen láy trong veo sáng ngời, dung nhan tuyệt sắc của mẫu thân ngươi đấy. Thầy bá từng gặp mẹ con rồi sao? Đương nhiên, mẫu thân ngươi là gia nhân đương thời những thiếu niên nghiệp sĩ mà nghe danh đến thời đó bao giờ là ít đâu. Hiện tại ngươi còn nhỏ, giữa lông mày còn có chút ngây thơ, thêm vài tuổi nữa một đống thiếu nghiệp sẽ chen chúc nhau ở cửa đường môn, bóp cổ rồi nó hết. Tiểu sư muội của ta tìm ra chứ, đi rồi. Ta muốn lớn hơn một chút giống mẹ hơn để có thể vẽ nó ra lại, sau đó ta có thể nhìn vào bức tranh và nhớ về mẹ. Đại và nhị công tử đang cùng nói chuyện với đạo truyện trưởng Giản. Giản hả? Giản Chí Bình hả? Coi. Môn phái chúng tôi kính dặn tặng ngài là một bức tranh của cảnh Dương. Rồi rồi. Cái gia sản toàn bộ những con tem của ông Đường Tam tội nghiệp ổng. Thật là một báu vật bút tích của cảnh Dương, đọc sách trai ngàn vàng hối đổi để ta xem nào. Nam Cung Viễn không kịp đợi trải bức tranh ra, quả thực khen không ngớt, thưởng thức một hồi mới lưu luyến rồi bỏ bức tranh đi giao cho người hầu giữ. Ông này cũng muốn phái tranh nha, đúng là phong phái của bậc cử hiện tài như Đường Tam Tam Hiệp mới có cơ hội kết giao những bậc cử tài của thư viện Cây Dương. Ông bán cái gia sản luôn không ơi, ta cũng chỉ là kẻ tầm thường ao ước được vào thư viện Cây Dương mà thôi. Tăng đường tiến nhanh tiếng. Cô Vân Xuân Trang Thị Xanh. Ủa, các cảnh luôn rồi. Gia chủ có lệnh các vị đại hiệp đường môn làm nữ khách xin ngồi, mời ngồi vào bàn này. Ta không phải là hiệp khách. Đường tiểu cô nương nói đùa rồi. Đây, đường tiểu cô nương cũng ngồi bàn này đây. Còn mình thiếu một cái ghế anh ơi. Vị hình đài, chỗ của ngươi, ngươi ở nơi khác, xin đi theo ta. Hả? Một bàn toàn người lạ có chút ngại ngùng, à ít ra nó còn cho mình ngồi lên bàn, cái ông đối xử với mình cũng toàn lắm. Bàn đường môn vẫn còn chỗ mà, ngươi bê cái ghế cho ta được rồi. Không được đâu, chủ mẫu sắp xếp chính là như vậy, lộn xộn người ta sẽ bị mắng. Huynh đài cũng là người hầu, đừng có làm khó ta. Trời ơi, ta có phải người hầu đâu. À, tính ra thì mình cũng khác méo người hầu đâu, người ta còn là nhất nhị tam tứ với muội, mình không còn không được nội môn nữa, tính ra là ngoại môn đó. À đúng thật, là đúng là tên đầy tớ thật, kháng khó khăn là cũng thông cảm mà. Nhiều người muốn phải khác chen chúc ở một bàn, dường như tranh luận chủ gì đó. Thôi, lặng lẽ ngồi xuống thôi. Chỗ này tiểu tăng đã đặt trước rồi, thí chủ ra ngoài ngồi ở bàn dưới ăn cơm cùng với đệ tử cái bàn đi. Khúc nạn này, mày danh chỗ hả? Đây là chỗ người ta giữ cho ta đấy. Không sao, ngươi không nói, ta không nói, ai biết chúng ta đổi chỗ đâu. Ngươi muốn cướp à? Tiểu tăng hóa duyên với người, hóa duyên chính là chỗ ngồi này, nếu người muốn bố thí là công đức của thí chủ, nếu không được coi như tiểu tăng cướp của ngươi đi, ra ngoài phân bản với tiểu tăng ăn ngay. Nó muốn đấm thiệt, tao đấm mày luôn á thằng chọc này. Chọc là do tao tự cạo chứ không phải là tóc tao rụng. Trời ơi, máu có 200. Ủa
của Kim Trung Cháo này sao? Phan 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 phan. Đó. Của cái chiêu này là thay thế cái chiêu chuẩn bị ăn đòn của mình đó. Vỏ mỏm như anh mày. Cho mày một phát nữa nè. Phòng ngự ấm khí à. Nó đánh mình có 6 máu không thấm miếng nào luôn. Phòng thủ cái vỏ mỏm nó thôi. Nó cay cái gì. Đánh đi, mày đánh đi. Hậu thể khí cháo DM3. Hậu thể khí cháo là cái méo gì? Phản lại 85 sát thương đâm người và tuyệt chiêu của kẻ địch. Hiếp. Tăng cường phòng thủ dựa trên nội lực 50%. Kinh dữ đó hả? À? Thử phát nữa ai. Trời phản lại 2 đào mà. Mình thấm mấy. Rồi rồi chết bạn rồi. Tôi đấm bạn rụng tóc luôn á anh chọc ấy. Ủa sao mình không đánh nó được? Nè. Tôi không có đâm nó được là sao? Cái chim chung cháo rồi bộ mạnh nữa à. Mạnh phết luôn á. Võ học thì lên danh tiếng rồi xuống. Tiếng xấu đánh người vũ phú của người đã được lan truyền ra ngoài. Nó dành chỗ cho em à anh. Anh em coi gái Nhật nè. Coi đi mất cái đuôn nó à. 82. Thảo luận cái chuyện không lành mạnh. Đông người nhưng chẳng có mấy gái xinh đẹp. Có thì cũng nữ tử thô kệch mà thôi. Anh bạn nói chuyện phụ nữ như vậy có phải hơi không đúng hay sao? Trai tài gái sắc trời sinh một cặp có gì mà không đúng. Nam chứ vợ nữ chứ chồng biết được duyên phận tương lai của ta ở đây không? Đánh giá một chút có gì đáng ngại. Đừng có đối thoại con gái như vậy. Nghe đồn trong phái không động có bị cô nương tên là Hạ Hầu được gọi là Hương Lan Ma Mỹ. Đẹp đến khiến người ta kinh hồn bạc vía, mỹ nhân số 1 của Lâm. Hạ Hầu tỷ tỷ tuy gần rất là xinh đẹp đó nhưng cũng không giữ không được cũng phải mang nhớ. Bố bị đường chủ phải ta thì sớm được gả cho người kế nhiệm tương lai rồi. Chứ ta tranh giành với người ta chẳng còn phải tự mình tìm đường chết sao? Ta tranh giành với mùi mùi của tỷ còn hơn. Không ai nhà ta chỉ có mình ta, không anh em trai gái gì cả. Không em gái thì mẹ ngươi cũng được. Má thằng này mất dạy cho đi. Phi thiên hả? Mày muốn chết à? Con gái nhà thượng quan cũng là mỹ nhân có tiếng nổi tiếng gần xa. Chỉ tiếc giờ này người ta đã hoa, đã có chủ đính thân, đính hôn với nhà Nam Cung. Tức là cái nhà mình đang giữ yếm tiệc nè. Tức là cái thằng con, thằng nhất hay thằng nhị gì, cái con đó, cái ông mà cầm cái máy tính bảng nãy á, ông mà chào khách nãy giờ á, cái ông ngắm chanh của Đường Tâm á, chắc là con trai của nhà đó. Chứ không phải là ổng là đi cưới đâu. Ổng cũng có tuổi rồi mà. Nhưng mà sao giờ vẫn chưa thấy người thượng quan đến mừng thọ á. Mừng thọ á. Chắc mang quà nhiều quá thôi. Lâm Cung có hai vị công tử đó, như Phan Anh, còn chi nhánh thì gái nhiều vô số luôn. Gia tộc Thượng Quan thì chuyện đời một dòng thôi, nhưng có một cái tiểu thư tuyệt sắc, xứng đáng tuyệt thế giai nhân. Đường môn có gì? Nghe rằng họ có thể là cho lợi lộc chiêu mộ những người ngoại tộc đổi thành họ Đường, máu huyết. Thực sự cái gì? Gia tộc thực sự của Đường môn không còn rồi. Nó hồ quá ăn hiếp mình nữa rồi, thiệt mấy này. Nhắc về tiểu sư muội của mình cho mấy nó lát mắt liền. Nghe nói Đường môn có viên ngọc quý nhưng chưa ai từng thấy, chẳng lẽ là xấu quá không dám xuống núi nên không ai được gặp. DFB sinh chu SC2 đúc 5 SDFF button 001 TMG TMB phong asset. Em thấy chửi mà dân lập trình nó chửi giờ. Sư huynh ngươi gọi ta à? Đọc bùa chú cái hiện lên đi. Tiểu sư muội, những người này đang nói xấu muội đó, ta định dạy dỗ họ một bài học. Bây giờ mình bỏ công mình cao cũng đấm mấy ngày đó. Không có chuyện đó, đừng cô nương gia nhân của người nói xấu lung tung, đừng có tin thắng. Vị tiểu thư hơn họ Đường này đúng là sinh ra đẹp đẽ ôi chao, nhất thời không kiềm chế được xúc phạm đến mỹ nhân, xin hãy tha thứ cho ta. Đổi mặt đi. Rồi đối xử tử tế cho Đường môn sau này hưởng sái hả? Mấy cái người là lũ cặn bã dám nói xấu người ta còn không dám nhận, tiểu thư họ Đường đừng giận, ta sẽ hai người đòi lại công bằng. Chúng ta xuất hiện một hàng phản bội rồi, đấm nhau luôn rồi. Ta không giận đâu, em này mỗi lần thấy người khác là buồn hay là giận gì đó là vỗ vỗ lưng an ủi à. Lên 30 tâm tướng, không giận à, không. Thôi, về ăn tiệc đi. Cái này có món rau xào nè, lẩu nhúng giấm nè. Rồi món gì nữa không ta?
Cái này giác thịt. Giang hồ bây giờ ăn nhậu đơn giản ha. Rồi, thái độ gia chủ vài lời muốn nói. Đây, sinh nhật của ông này đây. Thằng này là thằng nào mà mặc cái áo hở ngực cái gớm gì nè. Ông là một trong những cái bậc kỳ tài của Võ Lâm sống sót qua cái cuộc chiến chống lại ma giáo hồi xưa. Ông ấy phát biểu thì không ai dám cầm đũa nữa. Tâm Nhi, nàng dâu của Ma Cung Hoành, Nam Cung Hoành. Thằng này là Nam Cung Thâm. Còn ông kia lại đó, Nam Cung là có bốn đứa con. Ông này là gia chủ lớn nhất thì Nam Cung Hoành. Không lọt cho trong đây luôn à. À còn một em chính giữa nè, chưa biết là ai. Ô cái dọc Nam Cung là không có gớt được vô đây luôn nha. Bạn bè mới thì ở xa, xa thì hơi xa lạ tí, bạn bè thân thiết ở gần còn nhận ra, gần đất xa trời chứ gì. Khách khứa bắt đầu cười phá lên. Có tí hình tụ thôi là không biết cái gì không? Một là gia đình, hai là gia tộc. Một là gia tộc, hai là bạn bè, ba là chức vị, bốn là tên tuổi. Giang hai tay ra. Ta cũng giỏi nhưng có nhiều bạn bè giỏi đó, nó gớ ngang một hai thế chưa? Tới đâu nói về cái con cháu hay là gia sản gì đó, ông này cũng không có khoe. Rồi ông này cũng có một cái ước nguyện gì đó, muốn cái vị thiên hạ trong Võ Lâm giúp đỡ. Lão gia sẽ bảo, không ai cũng dám nghe đâu. Chúng ta góp sức các mà Võ Lâm thiên hạ thì mới có thể thực hiện được. Chẳng lẽ thì muốn chúng ta chống kim sao? Chống kim là nói chung là đánh giặc ngoại xâm á. Cái này không buồn cười nha. Không cần phải chống kim mới là hảo hán đâu. Khách khứa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chống lại kim á, thì không có ngày mai. Anh em biết mấy cái sự kiện tống kim trong mấy cái game Võ Lâm hay là Kiếm Thế hay là mấy cái game hồi xưa nói về mấy cái môn phái giang hồ không? Tống kim là bên nhà Tống đánh với nhà Kim đó. Thì bây giờ chúng ta đang trong cái gì? Môn phái Đường Môn của chúng ta đang trong cái thời đại của nhà Tống. Cái nhà Tống này á thì nó đang đánh với nhà Kim bên kia. Nhà Tống là bên chính quyền á. Bên mà Võ Lâm của mình á, Võ Lâm gọi là cái Võ Lâm chung thôi, là bên cái giang hồ với mà bên cái triều đình, là hai bên thường không có hợp nhau đâu. Bên triều đình lúc nào cũng muốn quản cái mà Võ Lâm cả, còn Võ Lâm thì luôn luôn lúc nào cũng muốn tự mình phát lên. Nên hai bên lúc nào cũng mà e dè với nhau hết, chứ không có là nhất thống được một bên. Thành ra bên Kim nó cứ đánh hoài bên Tống hoài luôn, hai bên thì vẫn lục đục với nhau là chính. Minh chủ thì lúc đó thì Minh chủ là ông nội này Nam Cung Chí. Tần Tông Hoàng Đế, Quy Tông Hoàng Đế bắt chữ Biên Lương thất thủ chạy mất, cáo lỗi đồng đạo Võ Lâm giải tán liên minh. Sau đó Can Vương chính là Cao Tông Hoàng Đế lên ngôi, chỉ muốn thu nhận Võ Lâm nhân sĩ. À như tôi nói hồi nãy đó, là Võ Lâm với mà giang hồ với mà chính quyền nó không có hợp nhau. Nên sau này đi đánh giặc á, bên mà cái chính quyền á muốn gọi những cái mà Võ Lâm này đi nè, nhân sĩ Võ Lâm nè, mới bầu ra một cái mà minh chủ ở đâu để điều quân ra lệnh đó. Phụng Quốc Quân Lưu Quang Thế đây. Sau đó thì đánh 2 năm thì mới đầu tan rã của Võ Lâm đó. Hoàng đế mới thì bắt đầu lên, lại tiếp tục là bắt mọi người trong giang hồ quay lại cống hiến cho cái nhà Tống của hắn một lần nữa. Triều đình lật mặt một lần rồi, dẫn quân đi đánh ngươi rồi cướp nhà ngươi, cướp gà vịt bò của ngươi, NTG vợ của ngươi và con gái ngươi, sau đó bắt ngươi cướp lương thực, cướp vợ con luôn à. Đó là lý do tại sao ngươi trong giang hồ và triều đình đến nay vẫn không có hòa hợp. Cái ông đầu tiên á, ông bắt cái quân trong giang hồ đi đánh nhau một lần rồi sau đó giải tán rồi, cái ông vua thứ hai ổng lên ngôi ổng lại làm cái trò đó một lần nữa, nên bây giờ giang hồ rất là cay luôn, đừng có nói phản động nha.
Trương Văn là bậc nhân kỳ tài, nhân thanh tao cầu ghiền ngắn có chút giống với Đường Tam Hiệp của Đường Môn, giống ông Lão Tam của mình đó hả? Ừ, những cảnh này giống thiệt đó. Mười hai đạo kim bài à, cái vụ này là có liên quan đến anh em nhà họ Diệp đó. Đây chính là lần thứ hai những người trong giang hồ không bao giờ tin được cái tướng triều đình nữa. Lão phu kính trọng những chiến sĩ đều chết vì nước chứ không phải là vì triều đình hèn nhát ẩn mình hưởng thụ. Tư tưởng cực kỳ phản động nha. Trong số những người ở đây có những người của triều đình Tống gia, đừng có mà đi tố cáo lão phu đấy nhé. Tống gia này là cái thằng bạn của cái thằng mà Đường Bố Y phải không ta? Hoặc là cha của cái thằng đó. Ừ, chắc là cha của thằng đó thôi chứ thằng đó nó đâu có mà chức vị gì đủ để đi lại đây đâu. À, thằng đó luôn nè, thằng Tống Bi luôn nè. Cái thằng mà bên thằng Đường Bố Y lúc bị con mà Tương Tỷ nó đánh trong cái đợt lần trước đi chơi á. Rồi, cuối cùng đến phần chính nè, những kẻ ngủ gà ngủ gật, nào tỉnh dậy đi. Nè, mấy ông này là mấy cái tên tay to hồi xưa à, dính vào cái cuộc chiến đó bây giờ vẫn còn nhớ nữa nè. Bà giáo cũ, 20 năm đã trôi qua. Cái thằng nhân vật chính của mình không biết bao nhiêu tuổi à. Tây vực cực lạc giáo là ma giáo cũ khiến mọi người thường gọi. Rất nhiều hành động tà ác luôn. Đại Tống suýt nữa bị người Kim ma giáo quỷ tà đạo thì tiêu diệt. Lúc này nhà vua đã không còn họ chịu nữa. À, nếu hồi xưa là giang hồ không có đánh mấy thằng ma giáo dùm á, thì không chừng bây giờ ông vua đang ngồi đó, không phải ông vua hiện tại đâu. Mình cũng họ chịu đó nha. Nè, thiên hạ không phải của ta, thù chị ai là cũng không liên quan đến ta. Mày là nhân vật chính, chơi khéo khéo sau này không chừng mày là thiên hạ là của mày thiệt á. Thằng Chiểu Hòa kia nó cũng họ chịu nữa, nó cũng giống mình đó chứ. Cái tên gì mà Long Quyên thất tuyệt chống lại giáo chủ cực lạc gì đó. À, mấy bên này đánh nhau, mấy môn chủ này thì đánh nhau đó thôi. Thanh Thành phái chúng ta là vua trận, phụ lòng mong mỏi anh hùng thiên hạ. Hả? Nó mệt đây. Mệt đi ngủ đi. Kỳ quýt áp phần FS đưa bờ năm là sao ta? Có 53 đồng mà nè, 53 đồng không mua được cái gì hết. Đồng nghiệp con bé này. Cho nó ăn miếng bánh đi. Sô-cô-la ha, hay ăn khoai tây đi. Sau trận chiến đó, sư đệ của ta tự trách tính tình ngày càng trở nên nóng nảy, cuối cùng tâm loạn, đạo tâm chẳng còn. Hắn lại sa vào ma đạo trở thành pháp vương địa ngục đạo nê giáo. Ây da. Tức là bên Thanh Thành phái là cái ông đó, phái Thanh Thành đánh thua rồi cái ông sư đệ của ông đó là đầu quân cho quân địch luôn. Ma giáo thì ma giáo thì triều đại nào cũng có, chưa từng thiếu trên giang hồ này. Vì sao mà cực lạc giáo có thể một đường đánh thẳng vào Trung Nguyên cho chúng không người? Chính vì chính là chúng ta đó. Ừ, chính là do cái Võ Lâm với triều đình tối ngày mâu thuẫn đó. Võ Lâm Trung Nguyên chúng ta một đám tạp nham là không đoàn kết nữa cho. Ừ. À, ông này ông nói về cái giang hồ thôi, không có nói về cái triều đình. Tức là muốn mấy cái môn phái của mình là hợp tác với nhau. Lúc đó thì Cao Tăng Tung Sơn tự xả thân vì nghĩa, thuyết tỉnh các vị anh hùng Đông Hiếu Hiệp làm sao có thể dựa vào hai chữ võ công kế thế mà khiến quần hùng tâm phục khẩu phục được chứ, chứ đừng nói là lãnh đạo mọi người. Lúc đó thì mọi người cũng chả quan tâm đến cái mà nê giáo ở đâu. Cuối cùng có hai ông này, một ông là hy sinh còn một ông là võ công cao cường đứng ra lãnh đạo thì người ta mới đánh. Giang hồ xuất hiện cái giáo phái mới là nê giáo. Nê giáo là chính đạo hay tà đạo thì lão phu không dám nói, dĩ nhiên là tà giáo là ma giáo rồi. Dạy người ta ngâm mình trong bùn, dạy người ta tụng kinh tà ma, lập cho không phải ma giáo. Có khi ông này ổng bắt mình mà đầu quân đi đánh cái nê giáo nữa đó. Ngâm mình trong bùn là cái liệu pháp chữa trị nha. Nghĩa đen là liệu pháp chữa trị, còn nghĩa bóng là làm cái tâm hồn của mình nó vấy bẩn. Lục đạo pháp vương thì phân vân bí ẩn luôn.
Rồi đừng có đánh mấy cái phái đó nghe, đánh không nổi đâu ông ơi. Ni giáo không phải là thứ tốt đẹp gì, sao nó lại càng lớn mạnh. Không chừng chúng ta sẽ lặp lại lại cái sai lầm trong quá khứ. Giết sạch môn đồ của ma giáo hả? Cực đoan quá nha. Tôi chưa biết cái ni giáo nào, chỉ biết qua cái lời của miệng của ổng thôi. Chắc là tôi đọc sót cốt truyện hay gì đó. Nhưng mà từ từ đi, tôi không có nghĩ bây giờ chém chém giết giết là có ý nghĩa gì trong cái yến tiệc này đâu. Tục điểm tu dưỡng, tục điểm tâm tính nhưng mà tăng điểm tu dưỡng. Sẽ khí nặng quá đó. Trừ ma về đạo thì tốt, nhưng trực tiếp giết lên nhà người ta hơi quá đáng thiệt. Đúng là trong cái tiệc yến thọ như thế này mà lại muốn máu như gây sóng gió, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Đoàn kết. Võ lâm chúng ta mà không phân chia môn phái, tất cả mọi người đều huynh đệ tỷ muội, không phân biệt gì hết. Thì có giặc ngoại xâm mà lấn vô thì chúng ta có thể gạt bỏ hiềm khích. Ông này ông muốn thống nhất cái võ lâm lại thành một tổng thể hả? Giết hại lẫn nhau nhiều nhất không phải là ngoại bang mà chính là sự chia rẽ nội bộ. Rồi mọi người nên xóa bỏ cái hiềm khích với nhau. Cách của lão phu chính là các môn phái trao đổi đệ tử, phái đệ tử đến các môn phái khác học hỏi, du học sinh đó hả? Trời ơi, lấy 6 tháng làm hạn để xem xét tình hình. Đệ tử phái đi đến môn phái khác thì có thể học võ công của môn phái đó, coi như là nửa đệ tử của phái đó luôn, trong tương lai thành tài. Đó là chuyện tốt đẹp của hai môn phái luôn. Giống du học sinh của giờ quá hả? Quá mức kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Nam Cung bọn nguyện bỏ ra 1.000 lượng vàng khuyến khích các môn phái trao đổi đệ tử, các trưởng môn trưởng lão môn phái muốn cùng chúng ta góp sức. Chi gì ta? Tôi nghĩ tự nhiên nghĩ ra cái trò trao đổi du học sinh này á. Một á là ông này tốt bụng thì ông muốn tìm hiểu cái gián điệp trong những cái môn phái đó, ông muốn cấy gián điệp vô mấy cái môn phái đó để tìm hiểu coi môn phái nào nó phản loạn hay là phản động gì đó chẳng hạn, nó có cấu kết với ma giáo hay không đó. Còn cái thứ hai, trường hợp thứ hai rồi đúng như ông nói luôn, là ông muốn mà mọi người gia tăng cái kỹ năng lên, hoặc là ông muốn chọn cái cổ vật nào đó chẳng hạn. Bây giờ con game này tôi không có phân biệt được người tốt kẻ xấu nữa rồi, nên tốt nhất là mình cứ tư duy cái tâm nguyện mà nghi ngờ hết đi. 1.000 lượng vàng đúng là rất là đáng giá đó nha. Dù sao ông này bên không động hả? Không động hình như là côn lôn côn lưng hiểu không? Ông này thì ổng mà mưu tính cá nhân lắm, tức là cho mấy đệ tử bên môn phái phái khác phái đến phái ổng thì ổng là cho nó làm mấy việc lặt vặt thôi, không có truyền mấy công pháp lợi hại ra được. Bản tiên quân thay mặt 4 trưởng môn của phái không động đồng ý làm việc này. Cái phái cung lưng hồi nãy lúc trước tôi đọc á, là cái môn phái đó, nó tạp nham dữ trời lắm, nó không phải là một cái thể nhất hệ thống mà hoàn chỉnh của mình, nó là một trong 4 cái mà phe phái nó gộp lại với nhau, gom chung lại với nhau luôn. 4 cái phe phái đó thì mỗi phe phái đều có một điểm mạnh riêng, điểm mạnh gì lúc trước tôi đọc thì cũng không có nhớ rõ, lúc nói chuyện với ông mà Đường Tam của mình á, thì 4 cái phe phái đó nó gộp chung lại với nhau thành một cái phái gọi là chung là cái phái không động, hay còn gọi là cung lưng cung lôn gì đó, kêu bằng không động đi. Thì bây giờ là không có ai là trưởng môn của 4 môn phái đó luôn, tất cả mọi người thì 4 người đều cầm quyền hết, giống như cái trường đại học mà không có hiệu trưởng này có đến 4 người hiệu phó gì đó. Nên bây giờ ông này ông mới thay mặt cả ba cái người kia là đại diện cho 4 người luôn, là đồng ý với ông này, nhưng mà tâm cơ thôi nha. Còn bên mà Thanh Thành phái thì rất thân với Nam Cung rồi. Vàng bạc thì không cần thiết, ông này chắc cũng không thuộc hậu nên nhà giàu vàng sậu. Còn ông này thì vị kỷ vì cá nhân của môn phái mình. Đạo trưởng đừng có từ chối, ta biết ngươi không thèm vàng bạc, nhưng mà việc này các môn phái khác thì sẽ thêm gánh nặng đó. Cứ nói là hỗ trợ tài trợ như là cái học bổng đi rồi. Toàn chân giáo cũng đồng ý luôn. Võn Chí, tưởng nói Võn Chí Bình á. Cô Long của tôi, trời ơi, bên con game lập chí chuyện á, đại hiệp lập chí chuyện á, cũng mới update cái bản, update cái bản cập nhật mới, giống giống như cô Long á. Tên là Hego. Đây là mới có bản update mới, cũng giống như cô Long luôn, cái DLC mới đây nè. Anh em nhìn thấy giống cô Long không? Mà nhắc đến cô Long thì người ta nhắc đến Võ Chí Bình nhiều hơn là Dương Quá nữa. Mẹ đúng là Võ Chí Bình thiệt luôn, trời trời ơi. Đúng là không phải người tốt đâu.
Hồi đó Doãn Chí Bình nó không biết quay clip nữa, chứ quay clip cái nào hot như nhật ký bàn anh luôn rồi. Còn với cái đường môn của mình á, thì cái ông này ông trao đổi qua thư với trưởng môn rồi. Trưởng môn thì quyết định là giao cho đại đệ tử, đại nhất nhị tam này cùng nhau quyết định. Thư tín đây là cái bức thư trao đổi với nhau nè, đúng là chữ của trưởng môn cùng với ấn tín của trưởng môn rồi. Thằng đại ca này ủng hộ rồi, còn tam sư đệ. Ông tam này thì dạng là văn nhiều hơn võ nên chắc ông cũng ủng hộ thôi. Tiểu sư muội ngươi nói xem, tiểu sư muội làm gì? Ông này á thì ổng thuộc cái dạng mà sợ trách nhiệm, ổng làm việc nhiều thôi chứ ông sợ trách nhiệm lắm, nên ổng sẽ đẩy trách nhiệm qua cho người khác liền. Anh em vừa thấy cái cảnh ổng đi hỏi sư muội gì đó, thằng này thì nó không có suy nghĩ đâu. Một á là nó suy nghĩ rất là ngắn gọn luôn, còn hai á là nó chả suy nghĩ gì, nó làm theo cái bản tâm của nó. Thằng này thì tính tình kỹ lưỡng, kín đáo kỹ lưỡng với nó, nên nó là lợi thiệt lợi gì đó, nó tính toán rất là kỹ càng. Đó là ngàn lượng vàng đó, thằng tứ này thì chỉ có tiền thôi, trời ơi. Rồi đồng ý luôn rồi, hai đồng ý rồi. Ta đường môn lâu như vậy vẫn chưa được cái truyền thụ cái quái gì cả. Nếu những người của môn phái khác vô học xong còn hiểu biết về võ công đường môn hơn ta, thì ta còn đệ tử ngoại môn mặt mũi nào nữa mà sống. Rồi rồi thì đúng khổ, bất bình đầy căm phẫn. Tính ra cũng khổ thiệt. Tên gia đình chạy vào á. Xin lỗi các vị đại hiệp, cái bàn này tao phải dọn đi đã. Đang ăn đang ngồi mà vô duyên với gì không? Quà của thượng quan quá lớn, một đội người. Trời ơi, hết bàn để chỗ à, dùng bàn cho thượng quan á. Là con dâu của ông này nè, là con của cái thằng mặc áo hở ngực cái nấy đó, tên là thượng quan Quỳnh. Nhìn cũng được nhưng mà cặp mắt này nó gian lắm, không có tính tình không có dễ đâu. Không biết có lọt vô cái vàng hai game của mình không. Con gái độc nhất của thượng quan ở Phúc Châu, mỹ nhân nổi tiếng trong thiên hạ, tính cách kiêu ngạo mạnh mẽ, tiểu thư phi cát nhưng không bị giam cầm trong phi phòng, từ nhỏ thay cha gánh vác cái việc nhà họ quan thôi. Nói chung con bé này là nó rất là phú bà, tóm tắt là đơn giản đi, phú bà. Trời ơi, phe bắt đầu phe cỏ rồi. Xe ngựa trượt xuống sườn núi, tìm lại những viên ngọc bị rơi. Có ai bị thương không? Bồi thường gia đình ăn năn rồi. Nói chung là đúng kiểu phú bà, tư duy phú bà đó, cái gì cũng dùng tiền giải quyết vấn đề cho nó. Mở mồm ra câu đầu tiên là thấy phe tiền nữa. Lão gia ông quên rồi sao? Cha ta đã nhận thánh chỉ của triều đình. À, cha con bé này nó thiên về cái triều đình rồi, chứ không có thiên về bên cái võ lâm, bên cái giang hồ như mấy cái thanh niên này nữa. Bây giờ đã là quan, không còn là người trong giang hồ nữa. Thượng quan thế gia muốn giúp ông thực hiện ước mơ thì khó lắm, chỉ sợ gần sẽ phản tác dụng thôi. Thằng này à, vậy là thằng con bé này nó là con dâu của thằng nhất này. Chưa thấy cái thằng nhị đệ nha, mấy thằng đại ca à, chưa thấy thằng đệ thứ hai. Ông này ổng có hai đứa con mà nãy nói đó, ông nội nè, cha nè, con trai nè, vợ của con trai nè, rồi thêm một thằng tiểu đệ nữa, mà thằng tiểu đệ đó đâu tiêu rồi. Ngươi nói chuyện với ông nội như vậy à? Chưa dĩ danh nạc con dâu rồi, có công tử à, thiếp đừng có hung dữ với vợ tương lai của con như vậy. Quỳnh Nhi nói không sai, ông chỉ là nghĩ hơi sai thôi. Rồi có gì thì ra phía sau mà bàn chán ăn chuyện, ta tắm rửa thay quần áo. Bất kể là nam hay nữ, một nửa ánh nhìn đều theo dõi thượng quan Quỳnh luôn, cho đến khi nàng ghé vào hàng lang. Mấy này chưa thấy gái bao giờ hay gì đó, thơm nói. Chỉ có thằng này sao nó đi khen thằng Nam Cung công tử nữa. Nếu để phải ghen tị chứ sao lại khen nó. Cũng được, không đẹp. Đây đây phải đẹp nè. Đừng đừng mũi ơi, nhìn huynh nha, đừng có nhìn cái con bé đó. Lâu dữ rồi không có cao thêm, kệ nhỏ nhắn tí này cũng được. Thôi ăn cơm thôi. Đừng có đi hả? Ngươi là người ở đồng môn phải không? Tại sao huynh của ngươi uống say rồi ói lên người ta? Trời ơi, dù không phải ta làm nhưng ta xin lỗi. Trời ơi ông nội đại sư huynh đó, ngươi ra sau vườn thay ta dọn dẹp quà của tiểu thư thượng quan. Cái méo gì vậy, mình là khách mà, ta với ngươi không quen biết gì nên bắt ta đi, ta cũng là khách mà, cùng là người hầu giúp đỡ nhau đi đi mà, phân biệt gì nữa. Lát nữa ta không trách ngươi thì cũng trách đại sư huynh ngươi thôi.
cái kiểu là uy hiếp người, cái miệng lưỡi của thằng này nó cũng không có tầm thường đâu. Tôi nhớ đến thanh niên bán mì chúng ta là gặp ở đầu game luôn á, cái thanh niên bán mì mà nạt cái ông Đường Tam á, người nghiệp ổng á. Rồi cái người thích giúp đỡ người khác, đại hiệp cái người có thích giúp đỡ người khác, lại được ngắm cái cô nương họ Thượng kia nữa. Tất cả gia đình nhà họ Nam Cung đều giống như ngươi vậy sao? Không phải, ta là ta, do cha mẹ sinh ra, độc nhất vô nhị, chỉ là ngươi không biết tên ta mà thôi, cũng giống như ta không biết tên ngươi. Ta thấy ngươi giống như bộ mặt của người qua đường, nếu ngươi xem thường ta cũng sẽ xem thường ngươi. Thằng này nó nói đạo lý phải ra chứ, nó đánh đồng ngang hàng đẳng cấp với mình luôn, mình coi thường nó thì nó sẽ coi thường mình. Anh em có đọc cái bộ truyện Cực Phẩm Gia Đình không? Một cái bộ truyện nói về cái chủ đề đô thị mà hồi đó lúc nó ra mắt á, là nó mở ra nguyên cái chào lưu đô thị luôn á. Hồi đó tôi đọc thì cách đây cũng cả chục năm rồi. It's a beer? Why is it in a bottle like that? Cho đi ra bia đó. Đây là Cực Phẩm Gia Đình. Cái này 2008 nè, cách đây cũng mà mười mấy năm rồi, thập kỷ rưỡi rồi, 16 năm rồi. Hồi đó thì hồi còn học sinh đó, nên cũng đọc truyện chữ nhiều, bộ sắc đẹp xuyên không. Ừ, sau này nó mở ra nguyên một cái trào lưu mới luôn, một cái bộ truyện là sau này nó cũng phải phổ thành phim rồi nè, có phim luôn đó. Đó cũng nói về gia đình, hy vọng là không phải này đi. Gia đình kỳ lạ, rất muốn họ tên của hắn lý lẽ công tông bị hắn cãi một trận nữa. Trời ơi đúng tội. Ta không phải là khách sao, làm gì còn cái trò đó. Bên kia thì Nhị công tử đang khiêng quà. Trời ơi, Nhị công tử mà phải đi làm ba cái này nữa đó hả? Nhìn kỹ thì Nhị công tử là người đang khiêng, những gia đình khác thì là người xem. Ai giật ra bính, ta giúp đỡ nhiều rồi chắc cũng đủ rồi chứ, ta còn phải ra tiếp khách nữa, nếu con trai cũng giận lắm. Thằng này là thằng chị công tử cái gì còn bị mấy thằng gia đình ăn hiếp. Người mỗi ngày ăn thịt cá cũng ít, sao không tăng chút sức lực nào vậy? Những thứ người khiêng đi khiêng lại hoài còn thua cả những người dân thường như ta. Ta ăn không có nhiều đâu, mỗi lần đều là ăn đồ thừa. Thằng này tôi nghĩ á, một á là con dơi, còn hai á là con nuôi, gọi là đứa con ngoài giá thú hay là đứa con không cùng huyết thống hay cái gì đó. Chứ thực ra dòng máu trực hệ thì bố mấy thằng này cũng không dám mà lên tiếng đâu, chỉ có con ghê hoặc là con nuôi thôi, hoặc là cái mà ký gửi nào thôi, bên nào đó gửi qua như bà con dòng tộc thân thiết gửi qua nuôi hộ á. Lão gia giao cho ngươi ăn những món ăn giống thịt như đại công tử, ngươi chẳng lẽ nghi ngờ lão gia thiên vị? Nói là giật A Bính là trọng phải không? Có được người giao quyền thế ăn mặc sung sướng hay không? Vai phong quá ha. Thôi dọn đi làm việc đi. Gia đình cái gì mà người hầu nó sai công tử như con vậy? Thằng này hèn vãi à. Đạo lý này là gì? Gia nhân mà bắt nạt thiếu gia à? Không, tôi không có giúp mình đó đâu. Nhìn nó bạc nhược dữ dời lắm. Mình giúp nó thì giống như mình bắt cá cho nó ăn chứ không phải là cho nó cần câu. Có thì mình chửi mấy thằng gia đình đó, cho mấy thằng nó khôn ra. Để cái thằng Nam Cung Thiển này là thằng đệ nhị của Nam Cung á, nó còn biết mà nó khôn ra, nó nhận ra cái vai vế nó đấy, không có giúp nó đâu, chửi nó giùm nó thôi. Mà mình cũng bố láo quá ha, hồi xưa mình bị bắt nạt, bây giờ thấy người ta bắt nạt thì mình lại đi gánh hộ. Ta là người của Đông Môn, tên là Triệu Hoạt, Nam Cung Thiển đó, thấy ông con trai ngoài giá thú của gia tộc Nam Cung nè. Sự ra đời của hắn không phải là vì điều mà mọi người mong đợi, mẹ hắn bị Nam Cung Viễn ghét bỏ, hắn cũng không được người ta yêu quý. Trời ơi, trong nhà còn không bằng, đối xử còn không bằng hạ nhân. Ta ngứa miệng nên qua đây thôi. Cái ngứa này của ta chỉ có thể chửi người khác mới giảm bớt được. Những công tử đứng qua một bên để mồm mép của ta làm tổn thương người vô tội. Trời ơi, giống như là sư tử hống vậy à, mỏng cong. Đừng có mà gắn ghép lung tung, tao là bạn của mày à, không có tên trên thiệp mời đấy, còn mang để vật đến dự tiệc tao là khách đấy. Tôn trọng ngươi là khách quý mới nhường ngươi ba phần, lại được bôi đầu tiên rồi, xem quyền pháp nhận chưa, dĩ cho nó đánh mình luôn đó hả? Chị công tử, ngươi đến đây, hay chúng ta dạy dỗ hai tên chó mắt này. Máu ít thôi nha, rồi máu có 200 rồi, tưởng máu nhiều thì mang nhục. Thôi, đâu có cần coi cái ống dưới này đâu, cứ để cho nó nằm ngủ đây đi. Rồi, cái máu của tôi thì bây giờ nó không quan trọng nữa.
nó bố láo lắm, nên thủ trước cái đi, thấy không? Cái chứ gì, ủa thằng kia chết queo vậy, sao máu của mình nó mất nhiều dữ vậy đó. Cái rồi, cái rồi, cái rồi, chuẩn bị đâm mình đó. Nó không đánh mình luôn. Tủ không thấy nữa. Tại sao mình mất máu nhiều dữ đó. Bay màu luôn, nhanh gọn lẹ. Thằng này để nó đứng ở ngoài nó chọt mình hoài luôn á. Đánh hai thằng mà này mà nó cũng mệt mỏi như vậy đó. Chúng ta thắng rồi, cái người đừng có đăng ý đó. Ta đi mách với đại công tử đây. Mách thiệt hả? Thằng này á, một á, là mình nó nghĩ mình là người đường môn có ba thì nó sẽ là chửi hai thằng hầu này. Nó bảo vệ cái danh tiếng trong cái đường môn đó, còn ở trong cái mà năm cung đó, nó không có bị đồn ra ngoài. Còn hai á là nó khinh thường mình với thằng một thằng tốt tép của đường môn thôi, nên nó xử mình luôn để giữ cái vị thế năm cung. Thì chỉ có một trong hai trường hợp đó thôi. Chẳng gì thì đi làm việc đi, chẳng lẽ năm cung lại nuôi người rảnh rỗi lắm à. Đó nó nạt hai ngày nè. Thử hạ nhân đùa giỡn đi thôi. Hai tên ác tinh kia dựa vào những công tử dễ hiền lành đó thì nên bắt đi khiên quà như thế này. À thấy không, vừa mắt với cả nhau bằng chú một tí. Các hạng có tâm rồi, nhưng mà năm cung thấy gia ta dù thế nào cũng không đến được người ngoài can thiệp. Đường môn quy phong lớn thật ha. Dám xông vào nội viện nhà ta cùng thầy ta và mô hạ nhân nữa sao? Tại sao ta ở đây? Hỏi gia đình nhà ngươi đi. Ta thì rất bận, không có thời gian để ý mấy cái chuyện bao đồng như thế này. Ngươi nói đi muốn bồi thường bao nhiêu ta sẽ dặn dò phòng khu ngân cho ngươi. Không, nó đúng là bảo vệ cái mà năm cung của nó không có khinh mình ra mặt luôn. Thì nó cũng mà coi mình đéo ra cái gì cả, đéo ra gì luôn á. Trời ơi, thấy con này ơi, ngươi không có cốt khí nào sao, không có bên con em chồng mà nó lại còn thái độ ra mặt nữa, con này cũng không tốt lành vậy. Khóc khóc cái gì thằng ông này. Trò này tao không có giúp ngươi đâu, tự mà cứng rắn lên đừng để bị bắt nạt nữa. Người nhà họ Nam cũng ghét ta, ta cũng có thể hiểu mà. Bỗng nhưng cha ta vốn chỉ có một mình anh cả thôi, khi lên 7-8 tuổi thì mẹ dẫn tao vào, còn tưởng sẽ bị bán đi. Nếu thực sự bị bán thì ta còn làm người hầu có lẽ còn tốt hơn bây giờ, không có ai nhìn ta mà không vừa mắt cả. Dù sao thì ai cũng không muốn đột nhiên có một đứa con hoang xuất hiện nhận họ hàng đâu ha. Cha ta là người có địa vị danh tiếng phi thường, có lẽ giống như Quách Nhơ của ông ấy vậy. Tội nghiệp thằng này. Ta ở đường môn cũng không dễ dàng gì, nhưng ít nhất ta còn được tự do lựa chọn, còn hắn thì đầu đến cuối đều bất lực, cũng đáng thương được đó. Nhưng mà mày còn cái chính danh hảo. Thằng này bị đối xử bất công á, nhưng mà nó vẫn còn cái danh hảo của nó. Còn mình á thì đẹp trai hơn nó là chuyện rồi. Với lại mình vẫn coi như là chốt bản bên đường môn luôn, không có thằng đệ tử ngoại môn ở trên này, có mỗi mình là ngoại môn á. Đó, nói đúng rồi, ta cũng thường xuyên bị bắt nạt, nhưng mà không dám đánh trả. Sau khi đánh trả thì cũng nhận ra cái lũ đó không quá đáng sợ đâu. Nhưng mà nhị sư huynh đó thì đừng có chống đối hắn, chống đối mất mạng đó. Rồi lượn đi cung. Tự nhiên đi đâu đó lại đây. Rồi, ủa thằng này năm cung thiển hay là năm cung nhiên? Rồi ổng đẩy cho cái thằng khu này đi làm sinh viên sau đổi rồi.
Rồi ông này ông cũng nhắc khéo luôn là mấy cái môn phái khác á đối xử tốt với cháu của ổng nha. Ừ, đó ai mà không ưu ái nhiều công tử đại gia này chứ, ta có thể lựa chọn cho, thậm chí là Cẩm Hương cung cũng không phải là vấn đề. Ủa không có mà đường môn trong này á, sáu đại phái con game này á, Nga Mi không phải toàn nữ nha, Nga Mi có nam, nhưng mà Cẩm Hương cung của con mà tương tỷ của mình á, con bé áo trắng là ngây thơ gặp trong cái vụ mà đi bắt gà á, với mà đánh thằng đường bố y á, thì Cẩm Hương cung mới gọi là toàn là nữ giới đó, thậm chí là Cẩm Hương cung cũng không phải vấn đề nè. Cẩm Hương cung rồi thôi đi, ngươi là nam nhi mà, tôn nhi đi đâu cũng được, ông cứ sắp xếp thoải mái. Sư huynh say rượu cười nhảy hát hò bị nhị sư huynh điểm quyệt rồi mới ngừng, thôi hôm sau về nhà rồi. Ủa về tới luôn đó hả, thằng đường bố y đi đâu nữa đó, đây số tiền năm công quyên góp rất là lớn luôn, đủ một cái là xài mấy tháng trời á. Về nhà rồi, đây là lần đi đầu tiên tỷ sư muội ra xa nhà không phải không, chụp đường nhớ nhà không? Còn một chút nhưng mà ra ngoài cũng rất là vui, đi gặp phụ thân đi. Ăn no uống say đủ chưa, chuyện tốt để người chiếm hết rồi, còn còn bổn phận ở đệ tử ngoại môn không, coi trả hết nợ 2 tháng mà người đã thiếu đi, điên phái gì 2 tháng trời đó, tháng 12 nè, lu 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 lu. Mình bây giờ mười tám điểm võ học này, chắc đi học võ. Cái kim chung cháo hồi nãy là sao mà tôi học thì nó không có lên được luôn đó. Rèn thì không điểm, luyện đan cũng không luôn, luyện tí võ nào. Đi nấu ăn, đừng có bỏ hạt tiêu nữa nghe ông nội. Cho lên điểm mà tâm tướng tí đi. Đánh bạc không? Thôi tiền mình nhiều rồi, nghỉ ngơi, gấp giấy, ăn uống, uống rượu, bánh bao nhân thịt. Có sự kiện gì đó đây, chuột lại cái quán trà, chuột lại cái đường môn ngoại, hết 30 điểm luôn rồi. Từ khi đại viện được tu sửa, thanh thế của môn phái ngày càng lớn, môn nhân ngày càng đông, đường gia lại vốn hạn dĩ diện tích có chật chội cũng không thể tiếp được nhiều người như vậy, cho nên ta nghĩ chuột lại ngoài bảo đường ở đường môn để chứa đựng môn nhân, giống như cái phòng khách bên ngoài á, trong núi đông người ồn ào làm ta rất là tĩnh tâm. Tài sản môn phái chừng 200, đã nợ rồi nay còn nần nữa, thôi đi điện võ thôi. Tám mươi điểm đi chế thuốc đây. Rồi lại tục danh tiếng nữa rồi. Ủa sao không được chế thuốc luôn ta, hình như con game nó bị lỗi rồi đó. Đường cô nương và từ cô mới là được một con ngựa chiến ở trong làng, khoe kỹ năng khắp nơi tấp nập, nàng phóng ngựa tung hoành, khoe khoang kỹ thuật. Ủa đâu phải, à đường kia, cái thằng chịu hoạt kia, không phải nói là hắn không biết cưỡi ngựa à, hắn vừa cưỡi vừa chửi bảo người đi đường tránh ra, lúc chửi thì người mù mắt, lúc thì chửi người không biết đi, tính tình hung dữ hơn bình thường gấp bội, dân làng thấy vậy đều tránh xa hắn ra, bảo chị nhị sư huynh đi, chị sư huynh đã xử lý rồi, chuyện này rất là nghiêm trọng đó. Cái thằng đường mà đường hòa chứ nó đường hòa á, đường phèn á, kêu nó bằng đường phèn đi, người qua đường thì còn nghe lời hắn, còn súc vật thì không, cái tên đường phèn đó cưỡi ngựa dẫm chết con chó người, cái ban nôi người ta khóc lóc nức nở, hắn không xuống ngựa xin lỗi, cứ ngồi trên lưng ngựa cãi cọ. Thằng điên này, mày anh chạy xe phân khối lớn không nhìn đường. Nó đâu phải mình đâu, lãnh là lại mạo danh mình đi làm mấy cái chuyện trời ơi đất khỏi nữa, lén lén buổi tối xuyên nó một xuyên đi,
Chị Hòa tự làm cho quần áo mình rách nát, rồi đi còn cứu cái bà mẹ nuôi nó nữa rồi. Ba người cùng gánh chịu là mình cũng dính luôn đó hả? Trời ơi, cái thằng ôn thần nó thiệt á, muốn đấm nó thiệt á. Hai ba điểm rồi. Không, không thấy nó tăng gì nữa. Thử cái này á. Ủa, hai cuốn này sao nó y hệt nhau vậy? Dạ, hai cuốn này nó giống hệt à? Bên cái này nho học, quyền lưỡi, kỹ năng là mạnh tử nói. Cái này tăng học vấn với tăng chiến thực. Cái điều kiện tu luyện nó thì nó bị lỗi à, không hiển thị. Bây giờ mình luyện tiếp cái này hay kim chung cháo luôn ta. Ủa, nó ít điểm à, có 2 điểm 3 điểm à. Rồi lần tới nữa mình ghé thì chắc nó lên được bậc 5 á. Học vấn mình lên khá khá nè. Nè, bây giờ tôi phải mở cái file con game kia. Đây, con game này đây. Lên đường, bây giờ tôi load vào cái file save nè. Đó, rồi mình bấm vô đây. Tôi ví dụ thôi nha. Tự do tập luyện nè. Nó bấm vô đây thì mới bắt đầu học được nè, thấy chưa? Nó mới hiện ra nè, học vấn 14 là mới tu luyện nữa nè. Chứ cái bản hồi nãy là bản lỗi đó. Bản tôi đang chơi là nó lỗi nè. Phải dùng cái phiên bản cũ hơn á thì mới vô đây thì mới làm được, tôi cũng chả biết sao, nên bây giờ chúng ta đều như vậy đi. Học vấn 20 mới học được cái tung tử binh pháp này, nho học level 2 mới học được cái lời này, nhưng mà sự thế của mình nó tục dữ trời lắm. Ảnh hưởng âm dương á, âm dương 60 thì mới học được cái này. Vậy học nốt cái này đi, 6 điểm là vừa đủ luôn á. Vậy là phải mát cái cuốn này mới lên được một điểm y thuật. Nhưng mà học cái này nó lên học vấn nữa nha. Cái cuốn này cũng khá là ngon. Nội công bên đây. Kỹ năng gì một phấn bộ bất phôi kim thân. Chắc là mát luôn á. Rồi bây giờ luôn đây đó. Chừng nào học cái công pháp cuối thì mình mở cái bản game này ra. Quyết sân mà lên điểm luyện đan. Lũ khỉ trên núi ùa vào đường môn, ném một đống xác rắn độc côn trùng rồi chạy đi hết. Để mọi người phải ở lại dọn dẹp. Rồi bắt đầu môn phái đấm nhau nữa rồi. Tháng 1 rồi hả? Máu 450 cũng hơi cay nha. Với sự khí mình trừ 10 đó, mình đỡ được cái đòn nó mà không có lên điểm khí luôn. Bây giờ khí của mình nó lên chậm quá, nhưng mà nó hết điểm thì nó đâu có đánh mình được nè. Nó không điểm thì nó đâu có gì nó đánh đâu. Đỡ luôn hả? Lên 10 điểm, nó đánh mình đó. Sao mình phòng thủ xong mất 10 khí vậy ta? Bỏ mỏm nè. Chửi đất. Chửi nó phát nữa. Tục xuống đáy xã hội luôn bạn ơi. Đó, phòng điểm luôn, chửi phát nữa vô khỏi góc đồng luôn được. Chết nè. Đỡ đòn, mày nó khéo quá ha.
Kiểu này tôi phải học cái chiêu vỏ mỏm mới được, mới đi được với cái game chung cháu này. Rồi sống bay màu đơn giản. Mấy bạn lát con mắt chưa à? Mấy bạn ơi, ngươi sử dụng chiêu thức à? Tôi sử dụng chiêu thức là có thể tiến công, lui có thể thủ, càng có hậu chiêu. Tuy không bằng võ công của môn phái sắc bén tinh luyện nhưng rất là chu toàn, không cần thiết phải sửa chữa lại cái võ công của ngươi nữa. Nhưng mà cũng méo được vô nội môn luôn. Cuộc đời nó đang đi ghen đồ thôi. Định mệnh mình lên 34 điểm luôn cơ. Ám khí này có nên đổi không? Ghen thử hai phát nha. Không thấy nó lên cái gì đúng á. Không có đổi được ám khí khác nữa. Thôi chuyển qua ghen áo đi. Điểm rèn của mình nó thấp dữ vậy đó. Võ vẽ thì mới có 12 à. Đi quét sân phát. Tầm tướng dừng ở 25 luôn á. Xin nó toàn lên điểm luyện đan không à. Mà luyện đan thì tôi bấm vô đây nó lại mất. Đó, nó bị skip qua cái vụ luyện đan đó luôn. Hình như con game nó bị lỗi á. Có khi con game nó bị lỗi á. Tôi thử ngay bên đây nha. À. 20, 52, 21, 54. Đây bấm cho thử vô đây đi luyện đan nha. Đạo đức hướng tâm gì, tính tình gì nó tục. Nè thấy không? Trời ơi, nó lỗi của tôi biết bao nhiêu lần. Thiệt tình với con game này. Ồ, lên một đống luôn nè. Tiếng điểm này vậy. Luyện đan mình tới 37 điểm, liên phát nữa. Luyện liên tục luôn. Giống hệt nãy à. Đủ cấm nè. Cái này chắc khoảng là 30 điểm nữa. 30 trừ đi do 8 trừ đi cho 2, còn khoảng 28 điểm nữa. Mỗi lần mình có 10 điểm là đi 3 lần nữa có khi là đủ. Chết là nó có xếp game không ta? Không, chưa có xếp đoạn này. Chơi đỡ cái đoạn tiếng Trung rồi đi. Năm cung thái thượng thì bắt đầu cái sự tình rồi đó. Rồi cái bên phe phái khác thì bắt đầu thu nhập đến cái hạn mức cao nhất này. Chúng ta thì cũng không thể chờ lâu quá, bây giờ bắt đầu lộ ra cái thành ý thôi. Ngoại trừ điểm thương cùng cái bản môn, điểm thương là của anh em thằng Diệp Gia. Bây giờ có thù địch không thừa nhận đệ tử bên ngoài thì lục đại sáu phái còn lại chỉ có Toàn Chân, Thanh Thành và Không Động. Toàn Chân thì nó rất là rộng rãi luôn, rất là nhiều chi nhánh trải dài khắp Trung Nguyên, lại tích cực nhận tín đồ nữa. Đi du học thì cũng không cần để chúng ta đến đó đâu. Rồi, nói chung là cái phái Đồng Chân đó nó mở rộng rất nhiều. Muốn thì cứ đến đó nào học thôi, không cần phải do cái vấn đề mà trao đổi với sinh viên như thế này. Chỉ còn lại Thanh Thành và Không Động. Trước thì tiếp khách đã rồi tính. Bây giờ cái công pháp của mình cũng không có truyền thụ ra cho bên ngoài luôn. Đó, đúng là mấy thằng đó không thể học được, mình cũng không thể học. Như vậy thì đúng là bình thường.
chứ mấy thằng đó học được mình không học thì cũng hơi sai sai nha. Đây, ấm khí tổng cương không thể truyền, nhưng mà có thể cho mọi bọn hắn đến ngày cùng luyện công để mà tăng cái cường độ thân thể lên. Đọc kinh cũng không truyền được luôn, nhưng mà ba cái dược liệu, ba cái chữa trị bệnh rồi đó, cũng là biết thêm mấy cái kiến thức về thảo dược để tránh nguy hiểm. Cơ quan tinh xảo cũng không truyền được, nhưng mà cũng không cần phải kiêng kỵ tụi nó học trộm. Rồi, nói chung là mình vẫn hơn mấy anh kia anh tí. Bản môn thì bỏ học của mình rất là tinh thâm luôn, học cả đời cũng không hết nữa, nên bổn tọa thấy bản môn là không cần phải đi học những cái môn phái khác ở ngoài làm gì nhiều. Thì lúc đó lại sợ mấy môn phái khác cái nói mình ngạo mạn. Nhưng nếu có tự nguyện thì muốn đi thì cũng đáp ứng luôn. Tôi đi nè ông ơi. Biết người biết ta thì cũng không hẳn là không tốt đâu, bỏ học chi đạo quý tinh cũng biết ta. Phải nhất mấy đệ tử kia một đi không trở lại gì không? Nếu mà bọn hắn không có xem đường môn trong lòng của mình, không đặt trường môn vào lòng của mình thì cũng không cần phải ép giữ lại làm gì. Đừng tranh, ngươi tính tình ngạo mạn, phái khác đến thì cũng làm khách nhân. Nhớ là phái khác đến thì đừng có mà chọc nha, nhường nhịn nó mấy phần đi. Chủ môn dạ rồi, thế mà hiểu hai chữ khiêm nhường. Ông này lúc trước là ổng cũng hổ báo trên giang hồ lắm nha. Đọc cái sự tích về ổng là cũng dạng mà nhìn thấy là đánh trước nghĩ sau á, nên kêu cái thằng đường tranh này giống ổng hồi trẻ nhất nữa. Tường Thăng, nội môn đệ tử thứ nhất, ngươi cũng là phải bận rộn hơn nhiều đó. Rồi bổn tọa đi bế quan tinh dưỡng rồi, có cái gì mà không có gì quan trọng thì đừng có kêu. Linh Nhi, người luyện công cũng sớm luôn, nhớ kỹ cái đường xuống núi, lớn mau nghe em. Có gì thì cái bị sư huynh này che chở. Về phần chịu hoạt, không có nhiệm vụ à? Ngươi đã mãn môn họ các đệ tử thường ngày chỉ là làm công việc tập dịch thôi, hơn phần nữa chịu khó giúp cho ngươi, ngươi cũng không phải là nô bộc. Thôi đừng có coi nhẹ, coi thường bản thân như vậy. Cái môn phái khác tới thì có người nào dám mở miệng mà vũ nhục ngươi thì nhớ mét đại sư huynh liền nha. Rồi luôn. Còn nhị, ủa, nhớ mét nhị sư huynh nha, nhị sư huynh ngươi á thì nhẹ thì cảnh báo, nặng thì đuổi mấy thằng đó đi. Rồi, mình cũng được bên quá ha. Trưởng môn không trường võ công cho ta, nhưng xưa nay không hình thường ta cho mấy, đối đại cũng tốt với ta, so sánh với khách ngoại nhân đến vẫn là coi trọng ta hơn. Đây có lưu trữ nè. Rồi, ta muốn đi du học. Chỗ đóng góp chừng 50 á. Thằng này nó đạt mình, thằng cùi bắp như mày đi thì mất mặt lắm. Ngươi có một thân bổ nghệ, ra ngoài cũng có người bổ công hơn ngươi, không có gì mất mặt cả. Rồi, hôm này sẽ viết bức thư tiến cử cho mình. Cảm ơn chủ môn. Đi nửa năm không được gặp tiểu sư muội, trời ơi khổ. Không động hả? Đây là hiện tại do trưởng môn phái Không Động đang phước vị, bốn vị trưởng môn kia thì tạm thời là phân cấp lãnh đạo. Đường môn và Không Động thì giao tình cũng không tốt mấy, cũng không tốt nhưng mà cũng không xấu, bình thường thì cũng không có giao tiếp nhiều. Chỉ là đường môn mình nói về cái vai trò thì cấp dẫn ngang hơn bốn cái môn phái đó. À, đường môn của mình chỉ có một trưởng môn là cái ông đó thôi. Tức là cái ông đó vị thế, xét về cái vị thế dẫn ngang bốn cái ông hiệu phó bên kia, nên cũng không có từ chối lời mời được đâu. Đó. Rồi, Tú Huynh chuẩn bị cho mình một con ngựa giá rẻ tốt ha. Người cảm động rớt nước mắt thì Tú Huynh bộc lộ bản chất. Thêm một câu, 1.000 đồng. Trời ơi, mất ngàn thiệt luôn kìa. Tử ơi là tử. Mình đi du học sinh rồi. Thằng này chắc còn chân nè. Số vị bằng hữu đã vất vả rồi. Đường xa đến Tân Châu, tiểu đệ là một nhân của Phi Thiên Môn. À, Phi Thiên Môn là cái ông mà hỏa hỏa nãy á. Cái người không cần báo tên tuổi với tiểu đệ đâu, Công Động lớn như vậy, nửa năm về đằng đẵng. Cái người nói bây giờ gọi ta cũng không nhớ được, nếu có duyên gặp lại thì tự nhiên sẽ quen. Đây chỉ là Công Động Phái thôi, chính xác hơn, cái người đang ở quảng trường tứ tượng của Công Động Phái. Tiểu đệ đây nhắc các vị một chút, tránh trường hợp của người trong số các vị thường xuyên, không thường xuyên đi lại trên giang hồ, vô tình phạm phải là cái môn quy ở đây rồi bị đuổi xuống núi.
Công động sơn xưa nay là đất lành, thu nạp võ học trung nguyên, đây hạ tây tạng, phi thiên môn dẫn đầu, tập hợp chết phi thiên môn dẫn đầu, sống đến đột hòn môn, thiết quần môn và quyền công môn, chỉ là thằng phi thiên cao nhất rồi mới tới đột hòn, thiết quyền và quyền công, tạo thành một cái đại môn phái luôn. Mỗi môn phái đều có trưởng môn riêng, những người phụ trách thống lĩnh của bổn môn đó thì gọi là trưởng phái nhân, à tức là trưởng môn tạm thời á. Các vị sư đệ phái khác đã đến Không Động, tiểu đệ cũng không vòng vo nữa. Rồi Không Động phái chúng ta không có người lãnh đạo luôn, nên cũng không muốn dính đến cái chuyện giang hồ nhiều. Thời gian du học nửa năm, không xung đột với lễ nghi tuyển chọn trưởng phái nhân vào mùa xuân năm sau. Cái người đến đây du học là do sư tôn Quả Long Tiên Quân của ta tranh thủ, là cái ông hồi nãy là Tư Lợi á, cái ông mở màn đầu tiên đồng ý với cái chuyện này. Đúng mà nó nói như vậy, cái ông Nam Cung Hoành và vợ, cái ông đó nói xong thì mới tới cái ông mà chủ môn có phải Thanh Thành, là cái ông mập mập lên á. Nhớ là tôn trọng sư tôn của ta nha, Quả Long Tiên Quân. Rồi bốn môn phái này đều muốn giành cái chức vị tân chủ môn, trở thành một môn phái dẫn đầu của Không Động. Thì hiện tại là Phi Thiên là nó đang dẫn đầu, còn lại cái quyết quyền quả gì đó thì nó nằm tấp dưới thôi. Nên cái mùa xuân năm sau á thì mới bắt đầu tranh lại cái trưởng môn mới, hết nhiệm kỳ cũ. Sự Không Động phái thì chống chảy như vậy, không giống như Thanh Thành phái của ta. Thằng này nó bắt đầu nó chảnh nè, Thanh Thành mà phong cảnh hữu tình, nếu đây vài tháng ta sợ cũng là rụng tóc chọc đầu. Biết Thanh Thành rồi, nổi tiếp xanh tươi rồi. Rồi nếu mà ông ấy thì cùng chơi trò khỉ này, anh con bé này bên Nga Mi. Rồi coi như là kết hợp chúng ta thành đệ tử đồng môn cả. Hôm nay đừng quên tình bạn, hôm nay mọi người phải không? Tốt tốt tốt. Hùa hiếu nói chi? Không, không liên quan. Ta lừa và lên tiếng tấm hận sẽ may mắn. Rồi rồi mượn, không có chơi với mấy này. Mấy này đạo mạo đạo đức giả thôi, mới đợi cái phái của người ta là bắt đầu khen cái phái của mình, xong rồi dè biểu người ta chống bắn gì đó. Bây giờ đi đến bốn thăm môn phái nè, không chờ mãi không thấy ai cả, cuối cùng mới gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp. Thấy người này lúc nãy định nọt của ta, sau đó thấy nữ tử áo vàng xuất hiện, lập tức dán mắt vào nàng. Mấy đứa này cũng không có đứa nào tốt lành gì cả. Thôi không kịp dinh cha, cũng tiếp đãi không chu đáo, xin thông cảm, cũng như khách khí giang hồ nghi nữ không cần đa lễ. Bây giờ lúc thăm phải bị bốc thăm nhé, bốc thăm thì cũng được đi, chúng ta đi bằng tuổi nhưng ít nhất cũng là đại diện của các phái khác. Tứ trưởng môn của quý khái tự cho mình là có địa vị, không ra đón tiếp cũng thì thôi, tức là trưởng môn nhân á nó không ra tiếp mấy đứa này nên mấy đứa này nó cay. Thì ít ra một vị trưởng bối ra cũng được nữa. Điều này quả thật đúng là đường môn, đúng là cái phái Thanh Thành là của phái toàn dân này, không coi trọng bốn phái của toàn dân Thanh Thành Nga Mi đường môn chúng ta. Nó cũng đúng, chúng ta vẫn gánh vác cái danh tiếng của môn phái mình đi ra ngoài, nếu như không coi trọng đến đi mệt mấy thằng này thiệt á. Mấy cái mà thằng giang hồ này chứ không phải là trong triều đình nha, giang hồ thì thường nó là phong lưu, nó là đơn giản thôi, nói chung là sống nó rất là phóng túng phóng phán, không có đừng có câu nệ ba cái danh tiếng này, đúng mệt luôn á. Theo ta thấy là tiểu nương tử áo vàng này nên đi tìm một vị trưởng bối có địa vị ra gặp mặt đi. Ta cũng giống vậy luôn, đây là chuyện lớn cái môn phái, không thể sơ sức được, cũng không phải là có thành kiến gì đấy ngươi, xin tiểu cô nương đừng trách. À, sư quần áo xanh này cũng có ý kiến phải không? Đương nhiên bốn phái chúng ta đều đến có ý kiến là bình thường, liên quan méo gì mình không, không có liên quan mấy con méo này, mấy này là bệnh hùa hay gì á. Ta là sao cũng được, đừng có tính ta chung với bọn á, mình không chơi mấy này à. Rồi tăng được thiện cảm của em đó. Mấy thằng này thì không thấy giảm thiện cảm nên chắc là nhân vật quần chúng thôi. Chúng ta có người đồng đạo để cố tình tự hạ thấp liên lụy môn phái vậy thì chúc người vui vẻ đi. Không có kiến thức, không có tầm nhìn, mắc gì nó chửi mình gì. Đường môn xuống dốc cũng không phải còn có lý do, thật nực cười. À, tại hạ đến đây chưa? Tiểu nữ tên là Quy Cúc, Vị Cúc, tuổi còn trẻ, kiến thức nông cạn nên tạm thời là trưởng môn nhân của quyền công môn Không Động phái. Em này trưởng môn bên cái nhánh huyền công. Bố lão hay con, cái này là chủ tịch giả vờ, chủ tịch giả vờ xuống núi đó. Anh em đợi tí, người già chết nghe một cái. Nếu các vị sư huynh sư tỷ cho rằng thân phận tiểu nữ là hạ thấp hơn, còn tổn hại đến thanh danh của quý phái, vậy thì chờ đến năm sau đi.
Khi chọn được trưởng môn mới thì để người đó tự mình tiếp đãi. Vị triệu hoạt, triệu sư huynh có đường môn này, xin mời theo sư muội. Rồi, mấy này cút hết, và mình vô bốc thăm nè. Muốn vô cái tông nào cũng được hết. Còn em này khuyến khích nó vô là quyền công môn, tức là môn phái của em nó luôn. Hồi nãy nói là phi hạt là của nó, ngươi nhận cho ta à? Đương nhiên, trước khi mọi đời đến, đã có thiếp mời gửi đến trước rồi. Chờ đã, ngươi là trưởng môn, sao lại thiên vị như vậy, bố mày thích. Chủ môn cố ý chiêu chọc bạn bối sao, luôn tự xưng là tiểu nữ tử, lại trẻ như vậy. Đương nhiên người ta sẽ nghĩ rằng người cùng trang lứa rồi. Ta ngươi là bằng hữu không sai. Ta đúng là một cái nữ tử vô đức, thâm niên giang hồ nông cạn, không có thấy gì sai khi ta tự xưng như vậy cả. Nói cho cùng, trưởng môn mới là lãnh đạo của phái ta, ngang hàng với trưởng môn phái khác. Còn trưởng môn phái không động đối với cái môn phái khác là có cần như là chức danh hảo là chính. Do cái phái này nó không có trưởng môn, nên cái em này cũng tự hạ thấp vai vế của bản thân tí. Ta không muốn cái người bị cái chức danh hảo này ràng buộc, nên ta không có ý làm màu đâu, cũng không có ý chiêu chọc ai cả. Xin lỗi, ta sai rồi, biết sai vì sao, quỳ xuống. Ta không nhỏ nhen vậy đâu, mời vị sư huynh này họ chịu chọn trước, còn lại bốc thăm. Tính nhất cho chúng ta ngồi bốc thăm công bằng chứ. Lời nói coi như không thể không có hiệu lực được, bây giờ thích tiên vị đó hay sao? Rồi hỏi mình có muốn gia nhập quyền công môn không? Nếu không muốn thì có thể bốc thăm luôn. Thôi bốc thăm đi, chứ mình mới vô làm COCC cũng kỳ lắm. Đẹp trai rồi còn được ưu đãi nữa thì cuộc đời bất công với người khác. Thôi ta cũng bốc thăm luôn. Rồi không sao, cũng lên thiên cảm luôn nè. Chị công tử này có khí phách, với lại mình bốc thăm á, coi như cũng giữ mặt mũi cho em này, cho em nó mang tiếng là đỡ phải mang tiếng thiên vị cái thằng đẹp trai. Hả? Hiện tại là cái phi thiên này là nó đang giữ vị trí là trưởng môn của mấy cái phái này á, nên chắc cố gắng quay vô đây đi. Thôi thôi, không không, thấp lắm thấp lắm, cố gắng quay lên mà phi thiên. Nói xuống, rồi lên được rồi. Ổ tay khí thật là tốt lắm. Tôi dùng cái định mệnh của tôi đó trời, tổng thọ luôn đó. À, cái điểm định mệnh hình như là cái điểm mình quay số nãy á. Phi thiên môn là môn phái đầu tiên của công động này, nắm giữ quyền lực của công động đều xuất thân từ đây cả. Nói chung là môn phái đó bây giờ top của bốn môn phái này luôn. Phi thiên môn có tiên pháp có thể cưỡi kiếm à? Phi thiên cưỡi kiếm đó hả? À, điều này có thật không? Ngươi sao dám đáp lời trưởng môn? Nếu mà triệu sư huynh không ngại thì tiểu nữ có nói cũng không sao. Không sao, ta cũng gò mò ở phía đây. Ta còn trẻ cũng chỉ gần đây mới có chứng kiến được cái thần kỹ kiếm mà thôi. Tức là chưa có ai nhìn thấy sao? Đúng là kỹ thuật phi kiếm chỉ là ảo tưởng à? Giống vạn kiếm quy tông ha. Trước đây đi không thể bay, nhưng có một thanh kiếm tiên có thể dùng kiếm bay để tấn công kẻ địch, cái đó là phi thiên ngự kiếm. Ủa không phải, cái gì mà giống điều khiển của vạn kiếm quy tông á, nhưng mà điều khiển một cái kiếm á. Thanh kiếm này đang cắm trên đỉnh hang của bán vũ bình của phái ta, các vị gánh gọi thể đến tham quan cái danh thắng này. Ra cái quảng liền. Hiện tại trưởng môn phi thiên môn là đạo trưởng Hỏa Long, cũng hơi nổi đến danh tiếng với tiên pháp. Tuy chưa thấy hắn bay nhưng hắn thể phun ra lửa, vậy chắc chắn là tiên thật rồi. Tên này có gì may mắn như vậy, lại ghen với mình. Thua là thua, ta đâu có thiên vị cho Diệu Sư Huynh đâu. À, ta biết à. Rồi, vị chủ môn này tốt thiệt, luôn giữ thể diện cho mình luôn. Chưa ai quan tâm đến ta như vậy. Bây giờ cái dòng đời nó đưa đẩy mình tốt lên tí rồi đó. Rồi, phi thiên môn ở trên cao một tí, đi cẩn thận đừng có té xuống núi là chuyển sinh luôn. Không chừng có sự kiện té núi đó. Nè, cái ông này lúc trước là đi chúc thọ với mình nè. Ồ, người sinh ra thật là đẹp trai, làm ta giật mình. Nếu không phải vì bản tiên quân định lực phi phàm, phu tiên pháp lại kịp đó, thì sớm bị người cho... Để sớm ban cho ngươi tam vị chân hỏa rồi, bị bản quân thiêu chết còn mau quỳ xuống cảm ơn đi. Đẹp trai khiến người ta quảng hồn luôn. Tam mũi chân hỏa như là cái lửa của mà Ngộ Không hay là Na Cha vậy á. À, chào tiền bối. Mình xích nữa bị giết rồi sao lại chào hả? Cảm ơn hả? Người rút được thẻ tre phi thiên môn coi như là phúc phận lớn. Đây là con đường tu tiên mất mấy chục năm khổ luyện, huống chi thì ngươi chỉ có nửa năm mà thôi. Mình cũng muốn phun lửa nữa.
tâm mũi nhân hỏa là tiên thiên độc của sư phụ ta, ngươi còn kéo phàm nhân dám mơ tưởng tiên tử đó à? Phun thôi. Ông này ổng dạng tu tiên chứ không phải là luyện khí như mình nói. Phi thiên cước rồi, ổng cho mình cái cũng bí kíp gì nè. Đây là nơi xây dựng môn phái, ngươi phòng ở Lăng Quang phía nam cứ tự do tu luyện đi, rảnh rỗi đi chợ Quảng Đông. Nếu ngươi đã ngờ người của phi thiên môn thì đi đâu cũng được. Phi thiên liệt hỏa thần ưng hứa thắng. Thôi ơi, đặt cái tên rồi. Biệt hiệu Quang Phong nha, chắc là hàng tự đặt rồi. Biệt hiệu nó có hơi dài khó nhớ đấy, gọi là lửa thần ưng cho dễ ha, người khác dễ nhớ hơn. Đừng có sửa tên của ta. Rồi, bây giờ nửa năm mình du học không động. Tháng 3 thượng tuần. Đi từ dưới lên trên ha. Đi từ dưới lên trên đây, đột phách phong là cái gì? Chơi cờ. Chơi cờ ở đây thì nó lên điểm võ học, học vấn luôn. Lên được một tí điểm tu dưỡng nữa cũng được. Đến cờ này khá là có ích á. Tiếp theo là quyền công động. Quyền công động là của con bé nãy á, của cái mà chủ môn nhân nãy cho mình ưu tiên á. À, lên đây thì chỉ đọc sách thôi, tăng đường tí tâm thương. Mèo dưới đó à? Thiết quyền hẻm. Đừng đừng dừng ngay, đây đây, người này nơi nào, người dám đến đây gây gối à? Gì đó, tôi mới lại đây mà. Sao ngươi sợ ta như vậy? Ngươi là ngươi à? Trời ơi, nó hỏi một câu khổ vậy đái luôn. Bạn hắn run sợ tiến lên dậm nhẹ vào ngươi bởi một cái. Xích nữa tiếng ngửi nữa, tưởng ngươi là yêu quái. Trời ơi, còn tưởng viên ngọc từ trừ tà mua ở phi thiên môn không hiệu quả nữa chứ. Quả đen, quả đen. Người sống đến hẻm sát quyền, tức là khách rồi, mời vào. Người đến tiệm sắt thì hơi sớm đấy, nói đi nói lại. Không đến sớm chiếm chỗ thì lát nữa rồi phải xếp hàng rồi. Một cửa hàng sắt nữa, chắc là bán mấy cái nguyên liệu hay là gì đó thôi. Ủ chút. Cô gái mặc áo xanh, dáng người nhỏ nhắn. Thấy ai cũng khen đẹp á, dường như đang nhìn vào ta. Đang nhìn chầm chầm ta, nhưng ta không biết nè. Tâm tướng chừng 10. Chẳng lẽ ta còn bị người ta khinh thường đó à. Phục người đó, sáng sớm mới đứng cửa hàng chặn cửa ta rồi. À, chưa ăn sáng muốn không muốn như vừa những người đi theo ta. Đi đâu đi ăn sáng hả? Chờ gì nữa, đưa vũ khí đây. Hả? Nó kêu đưa là đưa chứ không nổi. Ta tưởng ngươi đưa ta muốn muốn sắt hóa ra vũ khí mươi mang đến là giống như môn phái phi tiên. Thiếu nữ cầm binh khí của ngươi lên cân nhắc một chút và đến gần để nhìn kỹ hơn. Đấy là một thanh kiếm có cơ quan ngầm bên trong. Ngươi lấy đâu ra bảo bối này? Tôi bên đường môn mà, đường môn nổi tiếng với mấy cái cơ quan học thực khí thực này đó. Bên giọng ta có thể tháo nó ra không? Đừng có tháo ra chị ơi. Nói ít thôi, tháo ra rồi ta nắp lại mà không được sao? Trước khi bắt đầu, ta hỏi một chút, phí cổ như tủ. Như tủ nhá, ghi vào sổ sách của môn phái đột hồn đúng không? Phí gì? Giả bờ à, chẳng lẽ ngươi muốn dùng binh khí hiếm này dụ ta làm việc miễn phí sao? À, con bé này chuyên gia công cái binh khí thôi. Cái bên mà sắc sắc gì nè, thiết quyền chứ. Thiết quyền là dạng bên là chuyên gia mấy cái chế tạo mấy công cụ sắt thép như thế này. Người đến sớm xếp hàng ngày mai cũng không đến được ngươi đâu. Muốn ta mài binh khí miễn phí cho ngươi mặt dày quá rồi đó. Cô đừng hiểu lầm rồi, tao không ý đó, trả lại binh khí cho ta đi. Trả lại cho ta đi mà. Thấy được bảo bối như vậy thợ rèn làm sao có thể nhìn được. Ta mài binh khí cho, nhất định sẽ trả ngươi, bảo dưỡng ngươi. Thằng đổi nào nữa đây? Tiểu chút sư muội, ngươi chạy cũng hết đâu, ta đầu hồng vương lão ngủ hôm nay dùng một chiêu xong đọc châu bắt ngươi phục tùng, bắt ngươi phải mài binh khí cho ta. Hả? Hả? Ngươi không phải nói đơn hàng xếp đến tháng 6 rồi sao? Đến tháng sau rồi sao? Sao con quái vật này lại đến đây trước còn chen ngang nữa? Ngươi thiên vị người ngoài ra là đồ vô lương tâm. Chờ đã. Cả hai ngươi đều mặc cái áo xanh sao ta phân biệt được? Ngươi thiên vị người ngoài á thì thôi. Không lý do gì mà lùng huyết ta xỉ nhục ta, còn dám so sánh ta với cho chữ nó dậy liên tục vậy, còn dám so ta với cái con quái vật xấu xí này. Người là con lùng hôi hám, còn lại còn muốn làm vợ của chủ môn thì đúng là mơ mộng luôn. Ta khi nào muốn làm phu nhân chủ môn đâu, ta không muốn làm đệ tử đích chiên. Người không muốn nhưng trong lòng rất muốn thôi. Hôm nay ta liều mạng với ngươi con quỷ hôi hám kia.
thằng này đi mượn người ta rèn binh khí mà nó mất trả vậy đó hả? Vũ khí của hắn không phải do ta tạo ra. Thằng bố láo bố liếu này thiệt á. Trời ơi, máu lên 180 mà ông nội ơi. Mẩm bạn liền nè. Cho bạn ăn một chiêu nè. Bạn đỡ mà bạn mất 33 máu nữa. Chết bạn luôn rồi. Chì ke liền. Trời ơi, sắp chết bạn ơi. Thôi bay màu nha bạn, vĩnh biệt. Giờ mình ao trình mấy cái thằng tôm tép này hết rồi. Thành công rồi à, đừng có động vào hắn nữa. Con bé này nó quăng mình một cái dính tường luôn. Tất cả đều tại ngươi, biết là nhận nhầm người mà không nói sớm. Chết rồi, nó quăng mình phải chuyển sinh luôn, thể lực rụt điểm nữa. Không có gì, nôn chút ra máu rồi xỉu đi thôi. Đó rồi. À, khỏe, à, khỏe lắm. Đó, đẹp dài lại liền. Ưu điểm của ta rất khó giết, sống đến nay vẫn chưa chết. Mày chết với là tao lót xếp mệt lắm đó. Thôi, nhất thời nóng nảy. Em này có bộ hơi bị lực điền á. Cầm mình quăng một cái dính dách luôn. Vậy, ngươi đến cái hẻm quyền sắt này để làm gì? Chẳng lẽ muốn làm khách hàng? Ở đây du học thôi, đi dạo xung quanh không biết là lạc đến nơi này. Nơi này tiệm sắt cũng như là tiệm mà đồ gỗ gì đó. Muốn làm gì thì ghi tên vào sổ bên kia. À, ta không có gì đặc biệt muốn làm cả. Không có gì thì đi đi. Rồi, bye bye. Mình cũng là dân ghen mà. Rồi, tạm biệt em. Mắt kém, nhìn cặp mắt nó nè. Bà nào đây? Kỹ chút à, người kia người có nhận ra không? Là không hỏi tên thắng. Hắn là chịu hoạt, từ cẩn thận đấy, ta nghe nói hắn tính tình như là yêu quái biến thành, ăn thịt người dữ lắm. Tái mét liền, nghĩ sao gọi mình yêu quái biết nữa. Trời ơi, mới đến có ngày mà giang hồ đồn thổi chuyện tay nhau ở khắp cái phi thiên môn rồi luôn rồi. Người của phi thiên môn cũng nói sẽ vẽ bùa hưu một hắn nữa, nhìn mặt hắn còn nhờ nữa, em này mắt kém nên không thấy cái độ đẹp trai của mình. Làm sao người nào đẹp trai như vậy, chỉ có thể là hồ ly hóa hình mà thôi. Giống mà Đường Tam Tạng hồi xưa đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đó. Gặp mà trai xinh gái đẹp thì chỉ có yêu quái là biến hình rồi. Mình bây giờ đẹp trai như vậy thì người ta nghi ngờ cũng đúng. Em này bây giờ gặp mình sợ ơi. Ngàn vạn lần đừng có ăn ta. Toàn thân là cơ bắp không có ngon thế nào đâu. Ăn tiểu mai đi gì. Dương Vương kiển cáo là không động phái cố ý giết người làm sao. Ngươi vừa nãy đi ngang tiệm ghen phải không? Không chọc ai đi chọc út chút. Tiểu nương tử đích thân truyền Thiết Quyền Môn, đệ tử đích truyền của Thiết Quyền Môn, Liệt Cốt Ma, ngoại hiệu của nàng ta Liệt Cốt Ma, ma quái nước xương. Trời ơi, tài nghệ ghen cao cường thôi, ghen chứ không phải ghen luyện nha. Ghen này là trong ghen đồ á. Nàng thần lực mất tùng tâm có thể bóp nát xương bường bàn tay của người khác bằng tay không, vì vậy trong giang hồ gọi nàng là ma quái nước xương, ma cố công á. Liệt Cốt Ma, tiểu thư nhỏ nhắn như vậy rồi có biệt danh quay phong phết á. Xin cái gì, nàng ta gân cốt kỳ lạ, trời sinh thần lực, là nữ cường nhân số 1 phái công động luôn. Nhưng lôi chữ môn to lớn như vậy, chỉ có thể bị nàng ta một cú đấm ngược đỉnh ngã. Hồi nãy nó đụng nhẹ, mình dính ra tường, khọc máu mồm. Người quấy kỳ lạ sao, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sao có thể làm khởi ghen được. Chính bởi vì nàng được bất đồng tâm mà dùng búa sắt còn coi như là khách khí đó. Nếu nàng ta muốn có thể thấy nàng ta dùng nắm đấm sắt để ghen sắt luôn. Mấy thanh niên này đi nói con gái người ta cái đó đó, cường điệu quá rồi đó. Tôi cứ biết trước kia một phái Thiết Quyền từng có một vị sư huynh luyện thành Thiết Sa Trưởng không? Thiết Sa Trưởng là cái môn mà anh em tối ngày dùng cái tay chọt chọt vô mấy cái cát nóng rồi đó, khiến cho cái bàn tay trở nên cứng như thép nguội luôn. Ghen cái bàn tay giống như ghen sắt, đấm đấm vô mà ba cái cát này, nên người ta mới gọi là Thiết Sa. Cùng với sư huynh đang hà tử môn phái ta là hai thân tú công lôn có hy vọng giành chính chuẩn môn. Vị sư huynh luyện Thiết Sa Trưởng kia bất hạnh lỡ tay đắc tội với mà Liệt Cốt Ma, xương bàn tay thì bị bóp nát, chữa khỏi cũng không động võ nữa, giờ xuống chợ bán bánh bao rồi. Trời ơi khổ vãi, luyện Thiết Sa Trưởng mà còn không đỡ nổi em nói nữa đó. Ta nghe nói nàng dùng tay không đánh chết hổ trên núi, nàng tên là Võ Tòng hả anh? Bắt đầu chém gió khủng khiếp luôn.
Con hổ mới ăn thịt nàng, rồi bị nàng cho hai ba cú đấm chóng váng, nâng nó lên xé làm đôi tay không, máu đã gục gan dính lên kiếm, sau này dùng máu đã gàn được thành kiếm tốt. Con hổ trước khi chết chắc chắn là sợ hãi, ngươi tốt nhất nên thôi nghe lo hậu sự sớm đi. Những thanh kiếm tốt nhất phải gàn bằng máu người, tiếp theo chắc chắn là ngươi rồi đó. Đừng có ba đầu, ta vừa rồi nói chuyện không đắc tội với ngàn đâu nhỉ. Trời ơi. Ai đang kêu mình vậy? Nhìn đây này, ở đây. Người theo tiếng nói chỉ thấy một con chim hạc có đôi tai sắc bén đang nói chuyện với người từ cửa sổ. Con hạc. Cái con này nó giống cái con gì đó, không phải con hạc. Con này giống cái con gì nè. Con gì mà nó tròn tròn, nó cao cao, có hai cái chân dài dài với cái cổ với cái đầu cao á. Nó bên Úc có nhiều căn gu gu, không phải con gì đó. Con chim đà điểu, nhớ rồi. Rồi. Đây, chim đà điểu. Tiếng Việt dịch ra tiếng Anh. Chim đà điểu. Con o ếch chích. Tôi bữa tôi mới coi chính gác có con bé này. Nên chính gác nó 18 cộng nhiều nha. Có gì thì tôi cancel nó lại. Nè. Nè không? Nè, này anh em nhận thấy giống không? Trời ơi là trời. Úp vào luôn. Đó. Con này nè, con này nè. Con này nè, ba con này là một đó. Trời ơi. Người là ai? Ta là Linh Hạt, ngàn năm tu luyện trên núi này. Người là đời gọi ta là A Hạt Hiệp. Không biết tiền bối cái gì chỉ giáo không? Sao lại không cho ta tu luyện? Tao muốn hỏi ngươi có muốn ra ngoài chơi hay không thôi. Ta giới thiệu cho ngươi một tiểu cô nương xinh đẹp, ngon. Dẫn ngươi đi dạo một vòng ngắm cảnh núi ở công động. Dù sao ngươi đây nhiều ngày như vậy rồi, chẳng ai dẫn ngươi đi chơi cả. Mới đến đây có ngày mà. Thôi, từ chối thôi. Tôi thấy có mùi dữ lắm nha. Nó dẫn nó bán mình qua Trung Quốc không chừng á. Thôi, không có tin. À, nghiêm túc mà nói thì cũng không đẹp lắm, cũng tầm được thôi. Nhưng tính cách vui vẻ, hoạt bát, lâu điểm. Được rồi, hài lòng chưa? Hoạt bát quá cũng không tốt. Chẳng lẽ ngươi thích những cô gái trầm tĩnh? Trầm tĩnh thì dịu giống như bông gòn mềm mại thì tốt hơn. Sư muội của mày đó ạ. Nói vậy không phải thích hay không thích mà nghĩ là cô gái đó là chính. Cô gái mà từng bỏ nhắc đến, nếu tốt bụng quá thì lại thân thiết với ta như vậy cũng sẽ ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Dù sao giang hồ mà không câu nệ tiểu tiết. Ngươi xem ta vốn đẹp trai như vậy mà. Nàng không ngại thì sao? Nàng không ngại nhưng ta ngại. Ngươi tưởng tượng được cái cảnh đó ra sao không? Như cốc kẻ muốn ăn thịt thiên nga, đuổi đũa móc mà muốn chòi mâm son chui chạng làm bàn đồ chẳng hạn. Trời ơi, ngươi tâm địa trong sáng đó, chỉ là bạn bè bình thường, cần gì phải sợ lời ra tiếng vào. Lời ra tiếng vào thì ta không sợ, nhưng cô gái mà tiền bối nhắc đến xinh đẹp quá, nhiều bạn bè quá thì sẽ bị người ta ghen ghét đánh đập sau lưng này đó. À, đi chơi với con bé đó thì sợ bạn bè bé đó đấm mình đó thiệt. Giống mấy cái chuyện mà ngôn lù ở Trung Quốc á. À, ngươi có khả năng bị người ta đẩy xuống núi thật đó. Rồi xin tiền bối cao tay một chút, biết càng ít sống càng lâu, sống càng thọ. Ta đứng không động muốn học võ thôi mà. Học võ thì càng phải ra ngoài chơi đừng có chạy. Ta biết ngươi tên gì ở đâu, trước khi ngươi ra ngoài ta sẽ quấy gối ngươi mỗi ngày đó. Ra ngoài chơi, ra ngoài chơi. Đó giống hệt thằng đại sư huynh luôn á. Cái kiểu nhanh nhanh như thế này giống hệt với đại sư huynh luôn. Ít nhất thì bà ấy còn ở bên ngoài mời gọi thôi, còn đại sư huynh thì chắc sẽ xong thẳng vào phòng rồi bắt ra đi. Rồi đi đi, mệt bé này quá. Rồi bình tĩnh đi tiền bối, người ta còn người khác đang ngủ mà. À, ta cũng mấy quan tâm đến cảm giác của người khác do lắm. Người ngủ ngáy to, người ngủ không mặc quần áo. Ngon, nè em thấy chưa, hàng ngon nè. Ngu tiểu mai. Con tim nhỏ bé của ngươi đang nội nhịp không? À, tạm được. Cô nương đẹp đó. Sự khen ta mà lạnh nhạt như này. À, tiểu mai bị tổn thương nặng nề đó. Tôi có tiểu muội ơi. Ngươi nên kích động hơn chút, giống như những sư huynh khác khi gặp ta lộ ra vẻ mặt như chó muốn nịnh ta. Trong mắt ngươi tất cả đều, những kẻ nịnh bợ ngươi đều giống như chó ta. Còn giống ta thích chó hơn, ngươi còn không bằng. Thôi em này đối xử với người khác đúng kiểu là thượng tầng luôn á. Nếu mừng sau khi gặp mặt ta sẽ tự tin là không coi ngươi là người đâu. Hả?
không có bằng người đâu, còn thua con chó nữa. Cái câu gì ta, có cái câu gì mà cũng bên Trung Quốc đồn khá nhiều đó, tình nhân và con chó, Oxin và con chó, đúng rồi. Trời ơi, mà con này chắc cũng không phải người xấu đâu, nó thuộc dạng mà giống đại sư huynh mà nghĩ cái gì nói nấy, tối ngày cứ nhõng nhõng đi chơi là chính. Rồi hôm nay tên là Ngô Tiểu Mai, đệ tử đích truyền của Phi Thiên luôn. Đệ tử đích truyền là rất có khả năng trở thành trưởng môn á, giống hệt như cái vai trò của đại sư huynh mình đó. Đây là người được ủng hộ nhiều nhất trong số các vị đệ tử đích truyền của môn phái luôn. Vị trí phu nhân trưởng môn đầu tiên chắc chắn cái thuộc về nàng, tức là trưởng môn lên mà là thằng đực á thì sẽ gả mấy con bé này, sẽ gả con bé này cho trưởng môn để lấy cái vai bế của cái phèo phái đó. À là cái ông mà mới đầu tiên vô cho mình cái cúng công pháp gì đó, ổng đó, cái ông mà phun ra lửa đó, bán ra là ngu sư tỷ đến chiêu ta là chính, không phải chiêu ngươi. Con chim hạt đó thực sự đồng lại đó, nó là bạn của Hỏa Thiêm Điện, bị ngã chết rồi hồn phách nhập vào tay phải của ta. Vui rồi nói chuyện với ngươi đã hạt, tôi muốn sờ thử a hạt có được không, tôi muốn chạm vào a hạt được không, nói dối chẳng chọn đó. Và đúng là có một con hạt điên thiệt, cả ngày cố gắng nói chuyện như người, đáng nữa ta giới thiệu nó cho ngươi, từ người ta là sư tỷ nữa, người còn phải đệ tử chính thức của công động người ta là Tiểu Mai, là gọi ngươi đã hòa hoạt. Ok Tiểu Mai, Tiểu Mai thẳng thắn, điểm này nó rất là thích. Rồi hôm nay em này sẽ dẫn mình đi khắp cái công động phái này luôn, nhớ kỹ cái đường này. Ủa cái chỗ này giống cái chỗ nãy mình vô cái gì, nơi này là chợ Vô Sắc, quảng trường Tứ Tượng. Đây là vùng đất là trung lập tuyệt đối luôn, những người định cư ở đây chủ yếu là dân Thiết Quyền. Thiết Quyền là bên con bé gàn gàn hồi nãy, con bé gàn mà lực điền nên là cái gì cốt ma gì đó, giống như một ngôi làng nhỏ vậy. Cái con này nó ngủ bậy luôn ta, ngủ một tiếng rồi nè, kêu nó gì nó làm việc thôi. 24 điểm à, 34 điểm rồi. Cho nó đi làm việc đi, đi live stream đi. Có ai giới thiệu mà người khác như ngươi không? Ngươi cần gì thì có thể đến đây dạo chơi, thiếu tiền tiêu thì có thể làm vài việc lặt vặt, muốn kiếm tiền nhanh thì ghé sòng bạc, võ đài, phù hợp với những người muốn nhiễm thói hư tật xấu như ngươi. Em này nó coi mình như cái dân du thủ du thực gì đó, là do ta chưa biết ngươi là người tốt hay kẻ xấu mà nên mới nói chuyện như vậy thôi. Quán nướng trước mặt kia có món thịt nướng rất ngon nhưng là không dám mua. Ngươi thấy chủ quán bị trục cục một chân mấy không? Đó là vì lúc trước hắn từng cố gắng bắt ta xuống núi, kết quả bị người của môn Đột Hồng bắt được, theo luật lệ trong núi khi chặt một chân. Bây giờ em lại đây em mua, có khi nó chặt nốt hai cái chân còn lại của ổng luôn á. Đó thấy không, ta sợ lúc ta đi mua hắn có ý đồ xấu, cuối cùng không còn cái chân nào nữa. Để đảm bảo an toàn thì tôi muốn hỏi lại lần nữa, tôi đi dạo với cô thì có phạm phải cái luật lệ nào trong núi không? Để quản nó chặt tay mình nữa thì mệt đó nha. Nếu ngươi có ý định bán ta hoặc làm nhục ta thì sẽ là phạm tội đó. Không dám, không dám đâu. Dù ngươi có ý nghĩ đó thì nhớ chuẩn bị đầy đủ trước khi ra tay nha, nếu không thì chết đó. Rồi cũng được, bây giờ là muốn bắt cóc, là muốn ấy ấy em nó thì nhớ chuẩn bị kỹ tí. Bé này tính tình nó cũng hơi tăng động chút, tăng động không kém gì đại sư huynh của mình đâu. Còn đây là địa bàn của phái Thiết Quyền, ở đây có đủ loại người, làm sách là chính, làm sách là chính đó, là con bé nãy mình gặp đó. Thiếu tiền thì đến đây có thể làm việc tạm thời luôn, kiếm được tiền lại tiếp tục đi đánh bạc, đơn hàng ở đây rất là nhiều. Thợ cũng giỏi nữa, làm ra đồ tốt, xấu ở chỗ làm ra đồ tốt quá nên đơn hàng rất là nhiều, xếp hàng đến tận năm sau luôn rồi. Ta ở đây có nửa năm thôi, không có chen ngang thì cũng không có vào được. Rồi, có thể bỏ ra rất nhiều tiền để mua cái chỗ của người khác nên không lo lắm. Lo cái là ta không có tiền, thì mình đến đây có thể mượn búa rồi trả tiền nguyên liệu làm cũng được. Rồi, tiếp theo là bán vũ bình. Bán vũ bình là cái gì? Giống cái sân luyện võ ha. Cái này giống của võ đan phái nè, âm dương bát quái ngũ hành nè. Đây nơi tụ họp có phái không động luôn, cần làm cái gì thì đến đây, đại hội lễ hội gì cũng đến đây luôn, năm sau thì dọn người kế nhiệm chủ môn cũng ở đây luôn. Đúng là tài hoa đó, cái người là đục một cái lỗ trên vách núi đào đường hầm làm đường đi đó, di sản của phái công động
Tôi ngẩng đầu lên đi nhìn cái nóc hàng bán ngũ bình. Thì kiếm, thì kiếm hồi nãy mà cái con bé đầu tiên mà con bé trưởng môn bên cái phái quyền công gì đó, phái gì đó, cái phái gì đó, trưởng môn cái phái gì đó hồi nãy nói có cái trò mà điều khiển cái kiếm cắm lên cái nóc hang động là trở thành một cái danh lam thắng cảnh luôn, là chỗ này nè đó, nó hình kiếm quyền thoại bị trưởng môn này trước sử dụng đó. Ông Hải cũng muốn tu tiên à? Không, không muốn đâu. Ta muốn làm người bình thường là tốt nhất, được không? Thì cũng được, dù sao ta cũng không coi người là người, còn méo được làm người bình thường nữa là chó à? Đi quái, trừ 5 điểm nữa quá đáng. Kệ con bé này nó hết chọc mình thôi. Đi ruộng đất trên núi, chủ yếu là phái công động này tự cày cấy là chính, tự cung tự cấp luôn. Trên đường môn thì cũng có những cái đồng thuốc tương tự vậy. Người ban đêm đừng đến đây, càng không được phép đi vào khu rừng bên cạnh này. Có thứ gì đó là sạch sẽ à? Nó lại tròn mình. Sợ cái mặt ngươi là hành nhầm hành ghẻ trộm gao bị đánh mà chết. Còn chuyện có ma lại là chuyện khác. Tức là có ma thiệt đó hả? Đây cái chỗ này nãy mình lại đọc sách nè. Chỗ của con bé vậy đó. Đây là địa bàn của Huyền Công Môn, động Huyền Công, một cái hang động nối tiếp trên núi. Huyền Công Môn thì có thư ký nắm giữ mọi cái quyển điển tịch ở đây, phù hộ, chi hộ, súc vật gì đó. Ban ngày mở cửa cho phép đệ tử của mà môn phái đến mượn sách. Nhưng mà nếu ngươi đến đây mượn bí kíp, viên ngươi vẫn nên đến sớm sớm. Sớm sớm chết tâm đi. Dù sao sách ở chỗ này đều là những thứ là không có hiếm hoi cho mấy, những cái bài văn cổ hủ mà thôi. Tất nhiên là không ai đem cái bí kíp của mình đi chia sẻ rộng rãi ra ngoài làm gì. Càng sâu thì sách càng quý luôn. Không phải người có thâm niên đức cao vọng trọng là công dày dặn môn phái mới được vào thôi. Hang cuối cùng chỉ có trưởng môn hoặc đích thân bốn trưởng môn cùng thượng hợp mới thể mở ra. Nói là cấm địa thì cũng không sai. Nói thêm luôn là bây giờ chỗ chúng ta đang đứng thì cũng là xem là trọng địa rồi đấy. Người bình thường không có đệ tử quyền công môn đi cung là không thể tùy ý vào đâu. Ôi ơi, vậy cô ở đây không sao à? Không có chuyện đó, thực ra ta cũng không tùy ý vào chỗ này được. Con nhỏ dưới đây, ngươi vậy mà còn dẫn đã bao. Đừng có lo, sáng sớm không có ai, cửa không phá. Chúng ta đi xem một tí trên cái lễ sách này, coi có cái gì ha. Thôi xong rồi, tiểu mai sư muội sai rồi, chỗ này có người đó. Rồi ơi, vệ trưởng môn. Chào buổi sáng, chào vệ trưởng môn. Nó lừa em chị ơi, nó dụ em lại đây, em không biết gì hết. Đừng có chặt chân em. Mà dẫn hắn đi dạo mà thôi. Dù là đệ tử đích truyền cũng không được đi vào đây đâu. Người dám xâm phạm cửa nhà như vậy quả là không hợp lý nghi. Người muốn nói với ông đọa đây là tác phong có thi miên môn à. Chủ môn cười cười nhưng giọng rất là nghiêm. Nếu mai bị dọa đến mức là không nói nên lời rồi. Giá như người chủ môn chịu đến đường môn dạy cho đại sư huynh một trận thì càng tốt. Em này có vẻ nghiêm nha. Rồi, nói chung mình đỡ cho em tử mang một tí. Rồi, ăn thiện cảm luôn. Cái con nõm này tối ngày. Đi theo con này có ngày mình đi bị chặt chân thiệt á. Mình không bị chặt chân, mình cũng bị chặt tay thôi. Người cứ biết phạm lỗi liên lụy đến ta mà. Hồi nhỏ quyền công động như cái sân sau nhà ta vì đó. Thích là đến, thích vào là vào, thích đi là đi. Sau này lớn lên rồi lại không được, cái kia cũng không được. Rồi bây giờ đi ăn đó. Sau đó thì mới mốt em này nó lại nó rủ mình đi chơi tiếp. Đường môn kinh công ở đường môn thì đúng không tệ thật. Nhưng mà đường môn không có dạy bổ công cho ta. Kinh công ở đường môn thì chắc chắn là không đơn giản. Đại sư huynh có thể dùng cái danh tiếng là phi hiệp để nổi tiếng. Kinh công của tiểu sư muội cũng rất là kỳ lạ luôn. So với tiểu mai không biết ai hơn ai đâu. Nhớ đến người trong lòng, một lòng ám ám một hồi. Nhớ đến sư muội cái cộng 15 điểm. Tặng món quà gì? Ta thua rồi, không có gì cho ngươi đâu. Ta cũng không cần gì của ngươi đâu, tốt nhất là lấy mạng ngươi thôi. Ta nhìn thấy ngươi mà chạy đua sắp thắng ta sẽ đẩy ngươi lên cầu thang xuống. Thôi đừng có ngủ đi dạo nữa. Được thôi, gặp sau. Cái gì nữa đây? Ba thằng này mặt mũi hung dữ, không biết ở đây ai đắc tội họ rồi. Rồi, có đêm. Trời ơi,
Mình giả ngáo à, không thấy chúng ta đang ở đây à, giả bờ à. Tao mới đến đây mà có làm cái gì đắc tội với ngươi đâu. Với thật ra thì nhìn cái mặt ngươi thì chả cần phải có lý do gì cả. Lần này nhưng mà lần này không phải là không có lý do. Nói cho tao biết tao đã làm cái gì. Vừa rồi ngươi ở cùng ai? Tiểu Mai. Cái chuyện cẩn thận đấy, đó là sư tỷ Tiểu Mai của chúng ta. Tiểu Mai tiên tử của mọi người, tôi có biết trên núi Không Động điều cấm kỵ lớn nhất là gì không? Chính là dòm ngó đến bốn mỹ nhân Mai Lan Trúc Cúc của Không Động. Cúc là cái con bé bẻ tay người ta, Mai là cái con Tiểu Mai hồi nãy đó, còn Trúc là cái con bé nhỏ nhỏ là hồi nãy trong cái mà hang, trong cái hang mình gặp nó kẹt Tiểu Mai á. Còn con bé Lan này thì mới được nghe kể thôi, chưa có gặp lần nào. Lúc mà đi đám cưới dự tiệc sinh nhật đó, thì nó có nhắc về con bé Lan này, nhưng mà mình vẫn chưa gặp. Ba đứa kia thì đã gặp rồi hết rồi. Người có biết trên núi Không Động này bao nhiêu nam tử ấy mộ sư tỷ Tiểu Mai phải giữ khoảng cách xem nàng như tiên tử hạ phàm, chỉ biết đặt trong lòng mà tôn kính. Tụi mày là fan cuồng của idol đó hả? Fan lúc đó hả? Ta đâu có kết giao với nàng đâu, cũng không có xu nịnh, cũng không ham muốn gì cả. Hôm nay mới gặp lần đầu, cùng nhau đi dạo nói chuyện mà dám cãi à? Tao sẽ đánh mày một trận. Cái ngươi muốn làm gì đó? Đông người đi đông hiếp yếu à? Kết hợp chân cho chân, kết hợp thân thể và cánh tay, ta sẽ tạo thành cái đầu. Ở chết khủng rồi. Nó đứng kìa. Thân công 30, sức mạnh lời nói còn 30. Úi chà, mình anh đâm ba thằng mày luôn. Tiền bài nó như xin trả luôn. Xem nè, đâm đến chết, đâm tụi nó đến chết luôn. Hả? Sao đi như có thằng nào nhảy vô như nào? Cay cái gì mấy bạn, cay cái gì, nó chuẩn bị đánh mình rồi đó. Nó còn đánh phát nữa. Phản đâm tụi mày luôn. Rồi bye bye. Xem chiêu nè, né được hả? Cá nha. Bích ai gì bạn? Thằng này nó không làm gì đâu. À thằng này nó hút đòn thì mình, nó là mấy này nó không đánh mình. Không hề hấn. Kim Trung Cháo level 3. Rồi bye ba bạn. Này thì tâm đại hậu kiệt hả? Thằng nào tự nhiên nhảy ra nè. Tên áo trắng này thật lợi hại, nhẹ nhàng như không đỡ được hết tuyệt chiêu của chúng ta. À, điều mạng hết sức rồi, cái người thù quán gì mà ra tay tàn nhẫn như vậy? Không có gì, thấy cái mặt hắn liền tức, thấy mặt người liền tức giận như tay thôi. Tự nhiên để nhắm vào ta bây giờ. Thiên hạ không chỉ có những kẻ xấu xí mới bị đánh quen, những kẻ đẹp trai quá mức cũng sẽ bị đánh. Hay. Nói câu chí lý. Hay. Ờ, cảm ơn đã khen. Thằng này, con này nó muốn uống trà. Uống trà thì ở đâu trời? Ủa, trà lấy đâu nha? Tặng quà cho nó, tặng quà cho nó. Lên đây, lên đây, lên đây. Leo lên cái đầu này. Nó không có trà cho nó rồi. Có bánh pizza nè, ăn đỡ đi.
Rồi, tên mặt màu xanh kia, nghe được khỏi đây. Nghe cái gì? Không phải bay. Ta nói là cái thằng mặc áo xanh của thằng đồ môn kia định nói về thứ cay nghiệt, nhưng mày lại cố tình phá rồi. Đúng là hai thằng ngu này ở chung thì đúng là như một tinh hề đó. Cái thằng này nó chửi người áo xanh, thằng này cũng mặc áo xanh, thằng này cũng mặc áo xanh, mình cũng mặc áo xanh luôn. Một phái nào của thằng ngu cả dính vào cái phi thiên thiết quyền là chính là hai ngu đỏ xanh kết hợp với xanh lá cây, đúng là màu phân chó. Ta xanh dương cũng kệ vừa diễn không cùng một phe với các người. Chả này cái bức tranh chân cung mà ta vẽ cho cái người lần trước, hồi xưa không có mấy cái tạp chí mà phone gì đâu, tạp chí 18 cộng như là Playboy rồi đâu, nên chỉ có mấy cái bức tranh mà thiếu nữ đầu vả thân nữa vẽ như chuyện hentai vậy đó. Thằng này nó vẽ chuyện nó cho hai kia hả, chết cũng không trả. Cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Ta là thị danh của cô Vân Sơn Trang. Tân binh mới, danh tiếng ngày càng vang dội luôn. Một kiếm khách trẻ tuổi, anh tướng tiêu sái, chính trực quân trận quân tử, đối nhân xử thế ôn hỏa nhã nhặn. Trong lòng cũng rất nhiều hào khí, mang danh kiếm hành hiệp. Báo thù rửa hận là người người luôn xuất hiện vào lúc nguy cấp. Sao thằng này giống nhân vật chính quá vậy? Trời ơi, chưa nghe nói đến cô Vân Sư Trang, giống một phái nhỏ rồi đó. Ta là triệu hoài của đường môn. Không biết triệu huynh và ba người này mâu thuẫn gì. Cho đã được biết thì cái phái công động bốn môn này á, thì thường xuyên tranh giành với nhau, không ưa lẫn nhau. Không biết ngươi đã làm cái chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến cả bốn người họ lại biến thù thành bạn. Không động phái huynh với người cũng cửa đạo đức sao lại thấp như vậy. Ta chỉ đi cùng tiểu mai của nương một vòng thôi mà. Ngươi cùng tiểu mai đi dạo à? Nhìn mặt này nó tái mét luôn. Chắc là ta giống nhầm ngươi rồi. Ngươi đùa à? Tất nhiên đùa rồi. Tiểu mai là tiểu hư đã hứa gả cho người khác rồi đấy. Rồi ơi, hoa có chủ rồi anh em ơi, nó đính hôn rồi. Bỏ ba vấn đề đạo đức đi, chủ huynh. Tao phiền ngươi một chút, đừng có đắc tội với người mà bản thân thì không biết. Vậy là cái thằng mà hứa hôn với con tiểu mai đó, nó có khi là nó thịt mình luôn á. Đúng là tại bay quả gió thiệt. Nghe chuyện này thì tao cũng ghen tị một chút, căm hận một chút luôn. Coi như nhiều chuyện. Nói như người biết, không chỉ có ta lộ mặt cho bộ dạng ghen tị đâu. À, đẹp trai như tứ huynh thì, sĩ huynh thì chắc không lo chuyện đó chứ gì. Trước kia tao cũng nghĩ đẹp trai như ta thì cũng rất là xin sẻ trong cái chuyện đó thôi. Nhưng mà khi bước chân về giang hồ á, ta bị nữ nhân từ chối liên tục đến mức mất hết tự tin. Đầu tiên là muội muội họ hàng của ta, nó là Hạ Trung Tiên, mỹ nhân nổi tiếng của Cẩm Hương Cung. Hôm qua gặp được Đột Phách U Lan, chưa kịp mệnh danh là mỹ nhất đệ nữ trên giang hồ, vui vẻ đến bất chuyện. Chưa kịp nói gì bị nàng ta tát cho một cái thằng này. Cái gu của nó trèo hơi bị cao đó nha, toàn là mấy cái mỹ nhân nổi tiếng nức tiếng giang hồ mà, đu quay đồ hả bạn. Đó, mục tiêu của huynh hơi bị là viễn tưởng đó. Rồi sau này quyết định cái mà của cái môn phái công động này, quyết định cao thấp bốn vị phu nhân. Người được hỏi cưới đầu tiên chính là đại trưởng môn phu nhân, à tức là gả cả bốn cái mà Úc Lan gì đó, Vi Trúc, Vi Lan gì nãy là nó nói tên là bốn đại mỹ nhân trong bốn cái phái đó sẽ được gả nhân trưởng môn. Thì người đầu tiên á, sẽ được nâng đỡ nhiều nhất, sau đó ba người còn lại thì coi như làm cái mà bình vôi thôi, nâng cao cái địa vị của môn phái nhỏ của mình. Củng cố, trên núi không động có rất nhiều môn phái luôn. Tống Hạ Tây Liêu thì nói xem là cái môn phái nào thì nổi danh nhất. Đúng là cái bản sao thu nhỏ cái giang hồ thì. Sau đó thì dùng vũ lực chấn áp cái môn phái nhỏ và vừa khác, cuối cùng thì mới thành cái không động phái như bây giờ. Sau đó thì bị tổ sư kế nhiệm chức vụ đứa con trai đấy đi lên. Là tức là ngoài cái tranh vị trí chủ môn á, thì còn đầu tư cho bốn em này xem như là cái quân bài dự bị nữa. Nếu như không giành được cái chức chủ môn á, thì sẽ gả cho cái thằng trưởng môn mới đó. Rồi cũng được, tính ra thì cũng khổ mấy em gái nó hết đó chứ. Phận làm con bài dự bị, làm con bài chính không được thì lại làm con bài dự bị. Ghen à. Thôi không quan tâm chuyện môn phái người ta mà, với đại cái thời này á, nam thê tứ thiếp là bình thường, tam thê tứ thiếp là bình thường đó. Nên chuyện cái thằng trưởng môn á, có khi nào thằng này nó cũng tranh cái trưởng môn không? Không, nó đâu phải trong phái này đâu. Hồi nãy lúc mà đi vô thợ gèn á, vô cái phòng gèn gặp con bé mà bóp nát tay người ta.
anh em có nhớ cái thằng mà Sơn Dương nó đánh với mình không? Nó móc ra hai cái cây móng vuốt á, thằng đó cũng là một trong bốn cái thằng tranh vị trí chủ ngôn á. Nhưng mà nói cùi bắp lắm. Tạm tạm thôi. Thái độ siêu nhiên thanh đạm tự kiềm chế đến mức nào? Chuyện tốt như vậy chắc chắn là không đến được ta đâu, nên quan tâm làm cái méo gì cho mệt. Ham muốn nhiều quá đến đổi bằng mạng sống, công việc nhượng bộ, cuối cùng mới thỏa hiệp để sống, vừa mất đi những thứ đó vừa mất mạng, cả hai cái đều quá bẩn. Ngươi đúng là còn trẻ mà suy nghĩ mông lung đó. Tôi thì không có trẻ đâu nha, tôi thì tuổi gấp đôi cả hai chú cộng lại luôn đó nha. Thằng này tính ra cũng tương đối bình thường, nó không có đối xử với mình quá gì đó, đúng là người thẳng thắn thiệt, mà chưa biết nó là người tốt hay xấu nha. Đi vô bên đây gần tí đi ha. Nè, gặp lại con bé này nè. Ngươi là chịu hoạt à, nhìn thấy mình chạy liền. Đừng có ăn ta, cũng đừng có xé ta. Vùng tay hơi bị lỏng, muốn dùng cái búa là sửa lại tí thôi. Rồi, trừ cái búa bên dùng của ta thì không cho mượn được. Mấy cái khác người cứ sử dụng thoải mái luôn. Ta đã hào phóng như vậy, tốt nhất là đừng có ăn ta nghe không. Ta sẽ dùng cẩn thận mà, tốt nhất đừng có xé ta nghe không. Hai bên đều ngán nhau hết. Chứ ghen của mình nó càng ghen nó càng mệt á, càng yếu nè. Xét thương 7 gì? Phạm vi 20 là cái gì? À khi để à cái này là kiểu đánh nhau theo cái kiểu nguyên một bang phái luôn á, thì sẽ dùng cái này. Còn cái này thì không biết. Ủa? Rồi rồi, ghen của mình nó ít điểm à. Có cái nào lên được cái điểm ghen không ta? Chí thuốc mình 32, võ học thì 18. Tiết quyền rồi, đi phi thiên điện. Tu tiên. Bên này là tu luyện. Mình không có theo hướng tu tiên đâu, mình luyện võ thôi. Hồi nãy ông kia ông đưa cho mình cái cuốn công pháp vậy. Kim chung cháo à, 15 điểm thì có khi vừa đủ nữa nha. Rồi vừa đủ luôn nè. Ám khí của đường môn mình chưa mát nữa, chắc một tí nữa học cái này cho nó mát luôn đi. À hồi nãy ông cho mình cái phi thiên cước này, nó là quyền trưởng nhưng mà lại tăng cái điểm kinh công đó. Còn mấy cái dưới này nữa, à cái này, trời cái này tới 7 điểm lận nặng dữ lắm nha. Lượng ngữ này thì lên cái kỹ năng miệng lưỡi. Tí nữa học cái nào, học mát cái ám khí đi, rồi không, học mát cái lực này trước đi, rồi tới mát cái ám khí, rồi mát tới cái quyền mới này. Còn cái ổi là cái gì? À cái ổi là cái sân đi vào trong phòng này. Trời ơi tăng tí tâm tướng. Ủa không có gì cho nó. Ở đây kìa. Kìa mình nó có 5 điểm vậy đó. Ủa sao đây tục độ thiên cảm như thế này. Thôi để dành điểm gàng gàng nhiều nhiều đi gàng luôn. Đi qua đây lên tí bỏ học. Trời nó tục rồi kìa. Gặp cao thủ đánh cờ rồi. Cái gì nữa đây? Quân chuẩn điện xin mời. Ok
cái vị hiệp nam hiệp nữ đến du học tại Không Động Sơn của ta, hãy ra đây gặp mặt. Sáng sớm tinh mơ đang ngủ mà. Cái gì đó, có chuyện gì đó. Mọi người nghe ta giới thiệu đây, đây là hỏa hộ pháp của Không Động Nhan Cương Nhan đại hiệp, thay mặt phương ông chủ Phi Thiên Hỏa Long Tiên Quân truyền đạt ánh chỉ. À, thằng này là đệ tử ruột của cái ông mà võ võ vậy đó. Ta trên giang hồ cũng có xem là tí tiếng tâm. Ủa? À, thằng này cuối cùng nó lại qua đây nó du học với mình đó. Thằng này thằng dị đệ nè, dị đệ bên Nam Cung nè. Dị công tử người biết hắn à? Trong Phi Thiên Môn đây biết mỗi tử mai thôi. Giang hồ đồn rằng là cái tên hỏa lửa duyên gian này tấn công như lửa, võ công khi thi thì chuyển ra giống như gừng núi bốc cháy, không thi rụi hết mọi thứ thì không dừng lại. Nếu không phải hắn đã kết hôn thì hắn sẽ đảm nhận chức vị hộ, kết hôn để đảm nhận chức vị hộ của áp này thì hắn cũng sẽ nằm trong một cái chức, sẽ dành một cái vị trí trong cái chức tranh trưởng môn này. Ồ, thằng này có vợ rồi, có vẻ là giang hồ hỏa, thằng này có vợ rồi, giang hồ vẫn chưa quên tên ta. Nó chưa có vợ thì có khi nó tranh chức trưởng môn quá. Khi nó thành trưởng môn á lại được 4 em 2 game nữa. Trời ơi, phần quà giá trị. Rồi, nói ngắn gọn. Thì bây giờ có một cái kỳ thi hàng quý. Thậm chí có thể là cho mình một cái nữ đệ tử làm vợ luôn. Ây da. Thì giống như bên cái phái của mình nó có thi giữa kỳ á, thì bên đây lâu lâu nó cũng tổ chức một cái kỳ thi nữa. Bây giờ thì du học sinh cũng được thi luôn, thắng thì có phần thưởng, thậm chí là có vợ luôn. Thiết quyền thì chắc chắn sẽ bị cuối bảng này. Bên này thì nó kinh thiết quyền là cái môn của mà con bé ghèn á. Trời ơi, mình là bên Phi Tiên, là bên Phi Tiên là bên top 1 luôn rồi đó. Thằng này thì bên có người đột phá, đến giờ vẫn chưa gặp được mà chủ môn luôn. Cảm giác như hoàn toàn bị bỏ rơi vậy đó. Tuy không muốn vô chương, tuy không muốn vô chương nhưng cũng không muốn là gia tộc Nam Cung mất mặt này. Cố gắng tu luyện đi. Tội nghiệp thằng cu như bị vô hình vậy đó. Rồi về đây cho nó tăng tí tâm tướng này. Ủa, giao lên thảo cảm tỉ mai. Quảng trường này thì mình chưa đi, dạo phố hay là sân đấu. Lên đây hơi kiếm tiền, tiền mình còn nhiều cũng chưa cần. Dạo phố đây. Ủa, sao ông Tứ ở đây? Sao ngươi đến đây? Buôn bán kiếm sống là chính. Kiếm pháp điển thương 2000. Bây giờ sách mình nhiều quá là chắc không có mua nó đâu. Mua nhiều quá là mệt lắm. Kim trên chân đó. Này của phái Tung Sơn, công phu chân đá cọc, long ngâm công. Người giải bánh bao. Ý, lên đường trăm tâm tương luôn rồi. Rồi gặp người quen nên nó cách quen người. Đỉnh cờ. Lên tí võ học với học ấn. Lên một đống võ học luôn á. 13 lên đến 17 luôn nè. Đi đây phát nữa. Cho lên võ học nhiều nhiều mình đi đừng võ. Lên được có 6 điểm võ học luôn. Đi ghen. Qua đây ghen. Trời, sao mà tục chí vậy đó. 10 điểm thì cái này lên một cái nha. Không biết nên dàn tiếp cái này không. Nên dàn cái áo đi cho nó khỏe người mình á. 3 máu, 5 phòng thủ. Mở được cái này nè. Ok.
Còn con điểm à? Máu 5, tốc độ di chuyển thì nó liên quan cái gì? Đây cũng là một loại ám khí à? Có nên gàn cái này không ta? Đường môn tử kiếm, còn cái này là thanh kiếm. Tôi không biết hai cái này nó khác cái gì vậy. Còn cái này gàn đến cấp 5 rồi, không lẽ đổi khác trời. Đổi nó cũng không cho đổi nữa. Thôi thôi. Rồi, đi đây luyện tí võ đi. Rồi, con tử mai. Thôi đi theo nó chơi nữa đây. Trời ơi, chừng 40 điểm tâm tướng luôn, tục một đống luôn. Trời ơi là trời. Đạo đức cũng tục luôn, ham chơi. Rồi bị bắt mấy ngày mới được thả. Ông mẹ. Đi thấy con nhỏ đó là không có tốt lành dữ vậy. Tối ngày nó dắt mình đi chơi không đủ chuyện hết. Chỗ này lên võ học khá là ngon nè, có điều nó tục cái tính mình hoài à. Rồi vô đây học tí võ vẽ này. Rồi. Thôi. Ôi ơi, chỉ tục hai cái luôn. Nhưng mà tăng một đống điểm võ học bù lại cũng được. Bây giờ mình tăng được lần 16 điểm. Gắn mát cái này đi. 8 điểm nữa trời. 9 điểm, đi một lần nữa, lần sau mình vô nữa là đủ. Ủa sao mất 100 tiền vậy? Dưới đây đọc sách tưởng phát ha. Đọc sách này nó lên có mỗi điểm tâm tư mà nó không lên gì nữa, cũng không ngon cho mấy. Rồi võ học với kinh công nó tăng khiếp luôn. Rồi mát cái này thương hàng tập bệnh gì đấy. Bây giờ mình còn 9 điểm nữa là mấy cái này thì chắc phải dùng cái file xếp chưa. Bây giờ mát cái ám khí của đường môn cái đó. Cái này thiếu điểm là lên luôn đi. Cái này chắc khoảng 2 lần nữa thì mới đủ. Đi đây đấm nhau thử một tí thôi. Chờ đã, ngươi muốn đi đâu? Nơi này có võ đài, tao muốn đến xem thử. Đây đăng ký tham gia võ đài tử thần do không đồng tổ chức nhưng nội như ngươi đấu sĩ chân yếu tay mềm, không đủ tư cách tham gia. Không lẽ cái giải này nó khó như vậy? Ngươi nói thôi. Em à, nói vậy chẳng phải vì hắn sao? Ngươi xem tên này tướng mạo hơi bị đẹp trai luôn, tham gia thi đấu chẳng mấy chốc thì tàn phai nhan sắc lại có chuyện nữa. Ngươi nhiều chuyện quá rồi đó, nằm vòng bổn phận của ngươi đi. Nếu sư phúc biết ngươi là mỗi ngày đuổi người tham gia thì cũng đuổi việc ngươi luôn đó. Ta đổi nghề khác là được. Ngươi đổi một nghề nữa mới chịu. Không biết sao ta lại gả cho ngươi một kẻ chỉ nhìn cái bề ngoài hung dữ nhưng là thực chất một kẻ ngu ngược, không biết tranh giành gì cả. Thôi, bị vợ nạt vậy chắc mình vô thôi. Thôi muốn xem náo nhiệt thì đến sòng bài đó, đến đó kiếm tiền. Vậy đấu tử thần này lịch sử rất đâu đời có công rộng khoái rồi. Rồi nó chữ dài quá, thắng làm vua thua thì cút. Có tranh chấp là lên võ đài đấm nhau, tốt hơn là kéo cả bầy đi để giết chóc gì đó cũng được. Nói chung là võ đài này giải quyết mâu thuẫn là chính. Nên võ đài phải ký giấy mà cam kết sinh tử luôn. Tự nhiên đánh mình vậy. Rồi lên tử vong lôi đài đối thủ 98 luôn, gặp hiệp sĩ qua đường luôn. Máu 170 à, thử cái ám khí đầu tiên. Không trúng, không trúng luôn. Võ mỏm đó.
Vỏ mỏm phát nữa. Rồi, ăn cái tuyệt chiêu nè bạn. Nó chắc đánh mình đó, đỡ đi. Không, nó vỏ mỏm mình chết mình ngồi. Ủa sao không 7 máu? À chắc cái điểm y thuật của mình á. Nó không đánh mình luôn ta. Né hay vậy? Rồi nó đánh mình có 8 máu à. Thôi phi nó đến chết luôn đi. Đơn giản. Mỗi lượt mình được cộng 7 máu điểm y thuật nữa là hơi bị ngon nữa nha. Ủa có được tiền không ta? Tôi quên để ý nữa, không có quên để ý nhìn. Trời ơi nó tục kìa. Tâm tướng trừ 32 luôn, đi gàng. Gàng lên tới 12 luôn nè. Nhưng mà 12 vẫn còn thấp lắm, để nhiều nhiều rồi gàng. Ấm khí này đẩy nó lên 6, ăn tí để đề bảo kích. Thôi gàng bộ áo này còn có nghĩa hơn đó. Mỗi lượt hồi được 2 máu cũng được nha. Cái gì nữa đây? Hôm nay ngày thi tuyển của phái công động. Chết tôi rồi, đã quên học võ rồi. Bốn hộ pháp của phái công động tụ họp một chỗ luôn, đúng là hiếm thấy thiệt. Nè cái thằng này nãy là cái thằng nói với mình nè. Rồi bốn đứa này gặp nhau là lại chửi nhau à. Thằng này phi thiên, thằng này là thiết quyền. Còn bên nào là đột phách ta? À đột phách là đứa này. Đột phách là của cái thằng mà vị đệ tử Nam Cung á, vị thiếu gia của bên Nam Cung á. Còn cái này là bên con bé đầu tiên vô chào mình. Còn bên này là bên của con bé Lực Điền. Còn bên này là bên mình, nơi có con bé Tiểu Mai. Lấy gạch ngói nằm ngọc á. Rồi Tử Mai kìa. Gọi ta Tử Mai được rồi. Nói với ngươi rất nhiều lần rồi, đừng có những người khác gọi ta tiểu tử gì đó, tiểu nương tử gì đó. Cái này rất là phổ biến, không có ý bất kính mà. Tiểu Mai, Tiểu Mai nương tử, Tiểu Muội họ Mai, Tiểu Mai tiên tử. Kêu nó bằng Tiểu Muội họ Mai đi, Tiểu Muội. Nguồn gốc của từ này có phải là tiếng địa phương ở nước Thục hay không? Ta cũng không biết, nghe người ta nói cứ nói theo thôi. Ngoài ra còn có từ Atidiu nữa, không biết các người đã gần nghe thấy chưa? Atidiu nghĩa là nói nhảm. Atidiu âm thanh thật là mạnh mẽ nha. Ta học được cái từ mới rồi. Đại ca, người tốt nhất đừng có dạy nàng nói chứ lung năng lung tung như vậy nữa. Thân phận Tiểu Mai con nương rất đặc biệt, người ta gặp nguy hiểm đó. Atidiu mày luôn, Atidiu mày luôn. Cái con nổm này thiệt á. Cái người không xuống đánh thắng sao, nghe nói đánh thắng có thưởng đó, thắng càng nhiều thưởng càng nhiều. Mình thành phi tư môn là sư đệ của nhỏ này cũng được đó. Đột phách môn không có phần thưởng luôn. Đột phách nữa thằng này. Nhỏ nhàng thật, tội nghiệp nhỏ không. Thiết quyền thì có tặng do là cái vũ khí cho những người giúp họ lấy lại thể diện. Quyền công môn thì sẽ sắp xếp mai mối. Quyền công là con bé cầm cái lọ, con bé đầu tiên của mình chỗ mình hay đọc sách đó. Thiết quyền là con bé Lực Điền, nó tặng vũ khí. Quyền công môn thì cho mình cô vợ luôn. Còn bên phi thiên này nó cho mình cái bí tịch. Còn bên đột phách là chả có gì luôn. Đột phách là cái thằng cầm móng vuốt là bên của thằng nhị này nè. Nói chung là 40 phần thưởng, không phải ai cũng muốn ở lại cung lôn đâu. Nên nếu như mà có một anh hùng sức chúng đến tuổi cập kê á, thì bắt đầu tranh nhau ở đây bắt ghế cũng được. Dù sao những sư tỷ tiền công cũng chả ai để mắt đến ta cả. Người tự biết bản thân như thế là tốt. Tiểu Mùi Mùi à, đừng quên thân hận của mình, nói chuyện với mấy nam tử một phái khác. Sư mụ thấy được lại mắng người đấy. À thì điêu mày. Con này nó học vô rồi. Nghĩa là ngươi đang nói bậy nó nhảm chém gió. Sao người lại học mấy cái lời bậy bạ đó, con gái con đứa đi học mấy cái này.
Nếu ngươi không thích thì đi mét sư phụ đi. Nếu mà Tiểu Mai bị phạt á thì chắc chắn là do ngươi tố cáo rồi. Ngươi còn đổ tội cho ta nữa à? Ta thì mềm lòng lắm nhưng sẽ ghi hận cả đời luôn. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đã sớm đẩy ngươi ngã xuống núi rồi. Nhưng con này nó nguy hiểm quá. Hà Thiển ra ngoài có đi trước đây, nhớ tham gia đấy. Bây giờ Tiểu Mai cũng đã đặt cược cho hai người rồi. Ôi ơi, Tiểu Mai đặt cược xong bạc cho hai người rồi, sao nãy lại đánh mình? Sao đột nhiên đánh ta? Tao chưa nói với ngươi đâu, xin lỗi. Trời ơi, thằng này, nó bình Tiểu Mai, tao bữa nào tao đấm mày luôn bây giờ. Rồi, thằng này nó cũng xuống lôi đài, nó khiêu chiến luôn. Cũng xuống đánh luôn nhá. Hả? Nam cung thắng lợi, Nam cung bại trận. Thằng này bại hả? Sao tội nghiệp nó quá vậy? Mình có nên nghịch thiên cho nó thắng thử không ta? Thôi, không cần đâu. Số mệnh sao vậy thôi. Những công tử Nam cung thế gia sao bổ công yếu kém như vậy? Mới đầu còn tưởng thắng ta dấu tài không dò. Ơi, tội nghiệp nhỏ, biết gì cho nó thắng rồi. Ta là chuyện hoạt của đường môn, tỉnh giáo bộ công của đạo trưởng đây. Có hồi nãy cho nó thắng thì sao ta? 22-17. 22-12 là cái nào? À đúng rồi. Coi thử thằng này nó thắng hay sao? Thắng nè. À nó thắng nhưng mà thằng này nó vẫn giấu nghề, nó sợ mà làm bị thương cái thằng bên mà Nam cung thế gia thì nó lại mệt người nữa. Rồi nó thua luôn rồi. Vậy là mình đấu như này hả? Công tử chúc mừng người thắng lợi, tiếp theo người đấu với ta nhé. Ba trăm máu. Ủa sao máu mình mất hết mấy chục ta? Thằng này nó nhát lắm, nó không có đánh mình đâu. Mình bỏ mỏm mới nói xong mà đánh mình liền. Khu này hỏi với anh mày á, nó đánh liên tục luôn nha. Nó tầm yếu lắm, mình chửi nó đi. Mình chửi nó, chửi nó. Không, không sợ mất máu. Đỡ đòn nè. Ăn tiễn nè. Chắc nó đánh mình đã đỡ đòn rồi. Hắc não thành công. Quả mỏm cưng nè. Ây da da. Tê liệt cái chứ gì? Lấy gì né nữa? Rồi chết đệ tôi rồi. Hay lắm tiểu đệ ơi. Tiểu đệ. Ủa? Đâm tiểu đệ cái rồi. Đâm gái. Chọt tiểu đệ cái rồi. Chọt cái nè. Đâm luôn. Đâm tiểu đệ luôn. Đâm tiểu đệ luôn. Phát nở là tiểu đệ đi rồi. Nó trên tay mình cơ. Sao để trời ơi chết tôi rồi. Tôi cũng khá rồi đó. Ừ, thôi tăng được tí thiện cảm. Cũng may là mình nhường nó một tí cho nó thể hiện á. Hả? Đánh nữa hả? Ây da, đấu sĩ đã trải qua thu tâm dưỡng tính rồi. Kiếm khách á, mà sử dụng cái phép thuật thì chắc nó cùi thôi. Qua thử mà học được kỹ xảo ám toán. Cái này chắc là kèo khó nhất bây giờ luôn á. Lần này đó. Thôi chơi luôn, không có gì phải sợ. Sao nhìn nó ngầu đét vậy ta? Hồi máu nó 550 luôn nghe. Nó đánh mình cũng khá là ít máu. Ủa cái này à, coi thông tin thôi. Thuốc độc của mình 20, tỷ liệt 41,
Cái độc này là chị đâu phải về ghen với đại sư huynh mới được, vị sư huynh mới được. Bây giờ nó hết điểm rồi, mới nói nó hết điểm nó không đánh mình. Chống vó liền. Kích điểu thôi. Kích nó không có điểm thì nó đâu có đánh mình được. Đó. Rồi, cho anh ti nó. Gió mờ mai với bạn. Trời, nó né luôn kìa. Chúng nó né kinh quá gì ta. 76% lần mà. Đánh đi bạn, đánh đi. Không đánh luôn. Không đánh luôn. Đến lượt mình sủa nó thì nó lại đánh mình. Thằng này nó kéo quá nha. Nó còn có 3 điểm, 8 điểm thôi. Nó đánh mình phán là nó hết luôn. Rồi hết điểm luôn rồi. Coi. Né nó không? Né nữa vậy? Game gì kỳ vậy trời? Mình né cũng hơi bị kinh á, chắc do cái vỏ của mình nó lên điểm kinh công nhiều quá. Mình đánh nó cũng đau hết đó nha, tát 60-70 đau nữa. Mình chửi nó đâu có ngốc cái điểm khí lên được nó đâu. Chửi phát nữa nè. Rồi chơi anti nè. Trời ơi, đánh thường 55 đam, chơi anti có 75 đam. Thôi, không chơi anti nó đâu. Bây giờ mình cứ ti nó đến chết rồi thôi. Nó đánh mình hết tấm luôn rồi. Né, còn né nữa. Lục kịch chơi mày luôn á. Trời ơi. Tốn thời gian dữ thiệt á. Tại tôi là bui vô cái phòng thủ nhiều quá. Chỉ số phòng thủ của tôi bây giờ nó hơi bị cao. Bù lại thì đánh nó cũng mệt người đó. Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dung. Đứa trẻ này vừa đẹp trai, bản chất này không tệ nữa. Còn tôi thì ta thì hơi buồn một chút. Ta lại thua bạc nữa. Ngươi dám đánh bạc à? Ngươi là con nhà danh giá sao nhiều phấn hư thật xấu như vậy. Chơi cho vui chứ có nghiện đâu. Cái câu cửa miệng của mấy thằng chơi bạc bịp luôn nè. Tỉnh nữa trời ơi, đánh vừa vừa hả? Thôi 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 thôi. Cái này là tôi sợ cái thằng hồi nãy á. Đánh không lại nó đâu. Thôi 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 thôi. Cái bàn đi, cái bàn bị thần kinh đi. Ừ. Sao nhìn thấy ghê vậy nè. Trời ơi. Đã có quyền hả? Đã có bổng hả? Trời ơi, đổi một phát 18 máu. Đau nghe, đau nghe. Nó đánh nữa hả? Thằng này nó bạo lắm thấy không? Trời, nó đánh liên tục luôn kìa. Thôi mình cũng đánh nó lại liên tục đi, không nhịn được đâu. Chết cha đau. Ây da. Cái thằng này nó đánh điên cuồng luôn á. Nó vãi thiệt. Nó cũng biết xài vỏ mỏm nữa cơ. Trời, nó xài em ti luôn. Cũng hên mình đỡ được cái phán đó đó.
tính theo cái tỷ lệ máu của mình á thì mình vẫn nhiều hơn nó. Chửi cho nó không góc mặt không được luôn. Phải thiệt. Hết né được rồi chứ gì. Chọi đó nó chết luôn. Dính độc rồi, tục điểm liên tục rồi, ném thôi. Rồi, win, đơn giản. Thằng ơi. Mất nửa cây máu. Tôi là sao? Chạy cái gì, tiếng kêu thật kỳ lạ. À, bây giờ đến lượt thằng này nữa hả? À không không không. Biết cái võ công này ta ban thưởng cho ngươi. Ngon. Tiên hạt mê tung quyền, lại quyền nữa hả? Tiên hạt mê tung quyền được xem là võ công khá lợi hại của môn phái chúng ta phải không? Bình thời người kêu kiệt như vậy sao hôm nay lại hào phóng thế này, rất là khả nghi đó. Chẳng lẽ hiên diện nhân ma giả dạng người để bóp tử mặt người xem. Con này nó hổn rồi, hổn hả mày? Chữ mày người ngứa kìa. Dựa vào việc bầu chữ tử chữ môn sắp tới thì nói chuyện với bản tiên quân ngày càng hỗn hào rồi đó. Sư phụ đừng có giận mà, tiểu mai phát hiện dám ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi, sư phụ nghi ngờ muốn trốn chạy nhốt tao một tối nữa à. Ôi ơi, thỉnh thoảng nơi nóng chút để ta chứng minh sự trong sạch thôi mà. Người nói năng bất kính đúng là cũng tốt bụng đó. Nuôi người lớn chính là để làm nuôi để người làm phu nhân của chứng môn, củng cố nền tảng môn phái không suy tàn. Nếu lúc đó người gây chuyện gì không làm được phu nhân chứng môn đầu tiên thì đừng kết hôn nữa. Chở về làm đạo lữ với sư phụ. Thôi ông ơi, ông già gặm có non à. Bản tiên quân sẽ dạy ngươi cách song tu. Sư phụ ơi, mà đừng có nói tục tiểu như vậy nữa, làm người ta sợ đó. Ta đâu có gây chuyện đâu, ta muốn làm phu nhân của chữ môn mà, ta quyết tâm rồi đó, ra đi đây. Hôm nay cũng độc mồm, giờ mới tôi mới hiểu sao cái con bé đó. Giờ tôi mới hiểu sao con bé lại nhoi như vậy rồi. Hóa ra cũng là ông đó là chính đó. Đúng là thầy nào trò nấy thiệt. Hả? Dám cười mình, trời đấm nó luôn á. Thằng nào cũng đấm cho nó khỏi lo đi. Đấm hết cả họ cho nó luôn. Trời ơi, máu lên 180 à. Vì bạn đến chết luôn nè. Bạn phòng ngự mà bạn mất 41 máu nữa hả? Chẳng có chơi anh đi mình bằng mình đánh thường cái đúng tội nghiệp luôn. Trời ơi, đồng tép. Tăng một đống điểm luôn nè. Đi đọc sách một tí đi, cho nó lên cái điểm này. Lên lần có 20 điểm mà không bao nhiêu cả. Rồi đi điện võ được rồi. Cái này mát rồi, những khí đồ môn mát luôn đi. Còn 9 điểm nữa, lần sau mình ghé là đủ. Trời ơi, tục dữ vậy ta. Đi dạo phố đi, cho tăng tí tâm tình thôi. Có 20 điểm à. Bên này thì có lên mát đó luôn ta. Khá là cùi á. Thôi chắc không được. Cái này đã lên y thuật nữa. Thôi không cần. Luận ngữ chưa có học. Đi
Trời ơi. Học 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 học. Cuốn này ông mới tặng cho mình lúc hồi nãy đến giải thưởng nè, cũng khá ít điểm, năm mấy điểm à. Má này luôn ha. Mới tăng kinh công với quyền trưởng luôn. Rèn mới lên có 12 à. Tám điểm mà đợt tới thì không biết nó lên được 6 điểm rèn hay không. Sắp hết điểm võ học rồi, vô đây học cái nữa rồi mình đi ra quảng trường mình đánh nhau kiếm tiền. Chỉ là còn khoảng là 25 điểm nữa. Đi đến 2 đến 3 lần nữa mới đủ. Tầm 3 lần. Gami á, Gami cũng đấm luôn á, Thiếu Lâm Thanh Thành Độc Phách gì đấm hết. Gami phải con bé nãy không? Không. Đến đâu con bé lúc nó vô với mình y da khá nghe à. Còn này sao nó hiền quá vậy ta? Giờ nó mới đánh mình à? Đánh không thấm. Bỏng nó thôi. Châm máu. Bằng mình đánh thường hai cái rồi cùng. Không đánh thường vẫn ngon hơn. Không có xài anti nó. Bây giờ tôi không có xài anti luôn. Tập trung đánh thường thôi, đánh thường ngoài ra mình còn tăng hiệu ứng nữa nè. Chửi nó mất 31 máu. Nó không đánh mình luôn nha. Cay rồi, nó cay rồi. Nó sẽ đánh mình hai cái nữa rồi kết thúc nó gục kịch cái gì cũng hết đó nha. Phòng thủ hả? Phòng thủ cũng đánh mày luôn đó, không có ngại gì hết. Này thì phòng, này thì động phòng nè. Chín điểm hả? Ủa sao bèo ta? Hai điểm ghen. Luyện đan thì bên này không có luyện đan. À phải trên 20 thì cái chuẩn bị đánh mới thành cái chim trung cháo. À thể lực mình càng cao thì sẽ tăng bồng đủ luôn. Đâm người, à cái này là của đường môn của mình. Khi mà đâm người thì dùng ám khí, thêm cái hiệu ứng ám khí nữa. Học tinh công thì nó giỡn cái gì hả? Kỹ năng chiến thuật là sao? Không hiểu cho lắm. À mình sẽ giảm bị độc nhiều hơn. Còn ngoài ra cũng có thêm tí hồi máu. Vô liền bỏ tiếp thôi. Mười lăm điểm à. Cái kia của mình tới 19 điểm rồi. Đợt nữa đủ. Không, đợt còn 9 này, đợt 10 cái nữa. Đi dạo phố mà nó lên cái ứng xử của mình cao vậy hả ta? Lờ đi hay sao?
À là đi nó lên tâm tướng đường tí. Trời ơi mà tục tính tình cũng không đường cho mấy. Biết gì đấm nó luôn rồi. Võ học mình có 4 điểm à. Đi đọc sách phán rồi. Hả? Huynh rất thích đọc tiểu thuyết truyền kỳ nhỉ? Ta người trần tục nông cạn chỉ đọc được những thứ này mà thôi, không có gì đáng cười. Tiểu mùi cũng rất thích đọc thể loại đấy. Không thì cũng chẳng để nhiều sách ở vị trí dễ thấy trên giá sách như vậy đâu. Chỉ tiếc người trong phái không động, ngay cả những truyền thuyết này cũng chẳng buồn xem. Không có tăng hảo cảm, không có gì hết. Chỉ là gặp mặt trò chuyện như thế thôi. Cái điểm này, cái tính này nó vừa lên vừa xuống luôn. Mới 14 điểm à, tầm 19 điểm mình đã vô đó. Bây giờ thì đi đâu bây giờ đó? Ghen đi. Hơi ghèn mát cái áo đi. Tôi giờ biết cái ám khí của mình nó có xịn xò hay là cái gì không nữa. Nãy mình đi là tháng mấy ta? Bây giờ tháng 7 nè. Là gầm tướng nữa nè. Xài hết tiền đi, mình đi đánh mình kiếm tiền. Cái nào mắc nhất mình mua cái đó luôn. Kiếm phổ điểm thương. Mua cái hết tiền luôn nha. Rồi mua cái bánh bào đi. Long ngâm công á. Mua mối này. Ngủ thì sao? Ừ quên nữa, tiền mình còn đem đi gàn nữa mà. Còn không thôi mình về mình chế thuốc. Trời ơi, quên cái vụ đó. Kệ, tí ra ngoài đó đấm nhau là nó lên chứ. Chị Mưa ơi. Tiểu Mai không đến, đỡ với chị bộ. Gì đây? Rồi đến bán vũ bình đó. Có cái gì đó vậy? Lại đấm nhau nữa à? Rồi chủ môn tập hợp ở đây là có cái vấn đề gì đó. Nè bốn phe phái nè. Đột phách nè. Cường nè. Rồi bên mà hấp hồn á thì chắc bên này đột phách quá. Hấp hồn thì đang bế quan rồi đó. Sắc quyền nè, lôi nè, quyền công nè. Có chuyện gì ta? Đi mời thằng đệ tử của Nam Cung nữa hả? Thằng đệ vị đệ tử đó hả? Vị công tử hay đứng bên cạnh tiểu muội à. Nghe cái gì cũng phải bình tĩnh. Chủ môn Vả Long mời ngài nói phát ngôn đi. Cái đệ tử không động nghe đổi gõ đây. Đệ tử hôm qua chim bồ câu báo tin là Võ Lâm Trung Nguyên hiện nay đang xảy ra một chuyện lớn. Giang Đăng Thành nơi có tộc Nam Cung tọa lạc bị đám ma giáo bao vây rồi. Chính đạo một mạch môi hổng gan lạnh không động ra nằm trong 69 phái. Ây da, hàng gì hàng gì đệ tử Nam Cung á. Nam Cung là cái chỗ mình mới đi mà chúc mà cái gì đó, đi cái gì chúc tọa hồi đầu cái video á. Là nhà có là cái ông già già 100 tuổi, thằng con trai, ông con trai là cầm máy tính ngang bay bế ông này nè. Rồi với mà hai đứa con nhỏ nữa, thằng nhất là cái thằng mặc áo hở cổ với thằng nhị là thằng nãy á. Bây giờ Nam Cung có biến bị ma giáo bao vây rồi.
Bây giờ ông này sẽ thiết lập cái đội ngũ luôn, kéo đi đánh nhau. Giang Đăng Thành thì có binh lính trấn giữ mà sao ma giáo bao vây được. Quân đội ngoại thành cũng bị đánh luôn, trời ơi, lúc đang luyện tập thì bị tấn công. Trời ơi, quân đội bị chia cắt. Những kẻ bao vây Giang Lăng Thành không phải là địa ngục đạo, cũng không phải là ngạ quỷ đạo, vậy là mê giáo gì đó hả? Là cái bang, hay gọi là điên giáo súc sinh đạo, cái bang làm phản hả? Cái bang là người của ma giáo à? Cho bảo đệ tử cái bang hành hiệp trượng nghĩa mà. Hành hiệp trượng nghĩa được lòng dân chúng kính trọng thì không ai phòng bị, mới khiến đệ tử cái bang có mặt ở khắp nơi, phòng không kịp, đỡ không xong. Ây da, chết rồi, mình mới tăng 100 tâm tướng, mua sạch tiền ở trên rồi. Cái bang rất nhiều người tốt bụng cơ mà. Thằng ngốc này đã làm ăn xin thì còn gì để mà liếng tiếc nữa, chuyện ác nào mà không làm. Nói cho ngươi biết, những người giàu sang như ngươi đòi hỏi người ăn xin giữ chữ tín mới là lạ đó. Thế gian thực tế có đơn giản hai màu trắng đen như vậy thôi. Trời ơi, thằng này số nó cũng khổ lắm mà. Chỉ tính riêng cái bang thì chưa đủ thành công đâu, trong đó quân đội đóng quân ở ngoại thành thì có là tàn dư cái tu la đạo ẩn nấp nữa, tức là trong quân đội đó. Bên chính quyền đó cũng có một số cái mà nội gián nữa. Trời ơi, quân đội với Giang Lăng thì cũng mà đấm lẫn nhau luôn. Còn lại bị lừa thì đến cái mà Tương Dương Thành đó là đánh với quân Kim nữa. Bây giờ nội ngoại gì cũng tan banh ở trên rồi. Bây giờ mới bắt đầu vô cốt truyện chính là chuyện giang hồ loạn lạc đó. Sao lại mà tấn công Nam Cung ta? Tiểu muội cũng không biết, âm mưu lớn này cũng không có tính ra được. Bây giờ đứa nào cũng hảo công danh nên cũng là xuống núi đánh cho này. Từ 2000 tiền. Mình 5 tiền luôn hả? Không tiền luôn rồi. À, cũng hên nãy xài hết tiền á, trời ơi. Ủa, lưu game được chưa? Đấy, lưu được nè. Rồi, hôm nay ngừng ở đây thôi nha anh em. Nói chung là hôm nay chúng ta tóm tắt chơi cũng khá nhiều á. Đầu tiên là chúng ta đi du học nè, đi chúc thọ nè, chúc thọ xong rồi về chúng ta lại đi du học. Du học thì lúc này đang du học thì nghe biến là cái bang nó phải theo mà ma giáo nó phản vô mình, làm phản nguyên cái võ làm này, nó đánh bên cái Nam Cung bên đó trước rồi. Rồi hôm nay gần ở đây thôi. Nói chung bây giờ cốt truyện bắt đầu nó chuyển qua mấy cái phe phái đồ đầy đủ ở trên đó, có thời gian tôi lại chơi tiếp game này. Mặc dù tôi chơi con game này thì anh em là cái lượt view ít lắm, hầu như không ai coi đâu, nhưng mà tôi chơi vì tôi thích thôi. Anh em thích thì xem, không thích thì thôi cũng được đó. Thực ra game này người ta chơi rất là nhiều rồi, tôi chơi sao thì chắc anh em cũng nắm được gần hết cốt truyện rồi đó, nên anh em nào rảnh rảnh coi vui cũng có thôi. Vài bữa nữa Wukong nó ra rồi cũng không ai rảnh mà đi coi mấy cái video dài sòng sọc như thế này đâu. Anh em vô coi thì coi cho vui là chính, coi tôi có lựa chọn khác người ta nhiều không là chính thôi. Chứ còn lại thì con game này cốt truyện nó rẽ nhánh rất nhiều luôn, cái nhánh đao kiếm đôi không luôn nè. À, cái này nó sẽ ảnh hưởng đến công kích mình nè. Vậy là tí nữa tôi kiếm mua cái quyển sách gì mà nó hiện lên cái dòng đao kiếm á. Kinh công thì mình ảnh hưởng đến né tránh nữa. Ồ, nó cũng ảnh hưởng đến quy luật tuyệt kỹ luôn. Cái này thì máu là chính, quy luật tuyệt kỹ, tốc độ hồi khí, ám khí ẩn thì nó liên quan đến là chí mạng. Cái này thì liên quan đến phòng thủ. Mình luyện cũng đều phết đó ha. Cái giá luyện miệng lưỡi của mình hơi ít. Cái chỉ số này của mình thấp quá. Phá vỡ là gì? Sức mạnh chiêu cuối mình có 100 điểm à. Mình đánh tay bình thường là năm mấy điểm rồi. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian chơi tiếp game này rất là thú vị.